Truyền hình trực tiếp, Thiền sư Chân Trần lướt nhanh trên tuyết ở núi Himalaya. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một đài truyền hình phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình tu hành của thiền sư trên dãy núi Himalaya. Trong buổi trực tiếp, một thiền sư Ấn Độ để lưng trần, chỉ mặc một chiếc quần vải mỏng manh, ngồi thiền trong băng tuyết trên dãy núi Himalaya. Nhiệt độ môi trường lúc này đã giảm xuống dưới 0 độ C, nhưng vị thiền sư này không hề cảm thấy lạnh lẽo, mà ngược lại, ông ấy trông rất bình tĩnh và thoải mái. Vị thiền sư nhắm chặt mắt, hai tay đặt trên đầu gối, cùng hơi thở chậm và sâu, giống như cơ thể ông đã hoàn toàn thích nghi với môi trường khắc nghiệt này. Khuôn mặt và cả thân người của ông toát ra một vẻ bình yên và kiên định, như thể đã hoàn toàn hòa mình với thiên nhiên. Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi những bước chân của ông. Chúng tôi cũng đã từng chia sẻ nhiều video về vị hành giả này. Sự chuyên tâm tu hành của vị thiền sư này đã giúp toàn bộ thân thể và trạng thái tinh thần của ông dường như đã vượt qua giới hạn vật lý bình thường. Bên cạnh thiền sư, có một phóng viên luôn theo sát ông ấy trong cả chuyến hành trình. Người phóng viên này trái ngược hoàn toàn so với thiền sư, bởi mặc dù anh ấy đã mặc quần áo ấm và mang giày chống trượt, nhưng anh vẫn cảm thấy rất lạnh và khó khăn trong việc di chuyển. Ngoài trời, tuyết rơi dày đặc, đến mức đã ngập đến đầu gối, có nơi còn dày hơn khiến người phóng viên di chuyển một cách chậm chạp và vất vả. Nhưng anh ấy vẫn cố gắng nhấc hai chân lên, bước càng nhiều càng tốt để theo kịp thiền sư. Tuy nhiên, vị thiền sư này chỉ bằng đôi chân trần của mình đã có thể bước đi rất nhanh trên tuyết và nhanh chóng bỏ lại phóng viên ở phía sau. Khi thiền sư nhận ra rằng người phóng viên không thể theo kịp, ông dừng lại chờ đợi và nhìn anh ấy đang cố gắng bước đi theo mình với tốc độ nhanh hơn. Nhưng lớp tuyết ở khu vực này thực sự quá sâu, cho dù phóng viên cố gắng như thế nào thì cũng chỉ có thể di chuyển một cách chậm chạp khó khăn. Vị thiền sư đưa tay ra hiệu cho người phóng viên đến gần mình, nhưng khi anh ấy bắt đầu chạm được bàn tay của thiền sư thì lập tức ngồi xuống đất một cách mệt nhọc. Thiền sư không còn cách nào khác đành phải leo lên núi trước. Đối với ông ấy, việc di chuyển trên lớp tuyết dày đặc này chỉ như bước đi trên mặt đất. Từ những hình ảnh trực tiếp, mọi người đều có thể nghe thấy bước chân của vị thiền sư này rất nhẹ nhàng uyển chuyển. Từng bước chân như thể đang lướt nhẹ nhàng trên đóa hoa sen trắng muốt. Trong chuyến hành trình này, người phóng viên đã cố gắng hết sức nhưng vẫn khó theo kịp tốc độ của thiền sư, bởi anh ấy luôn bị mắc kẹt trong lớp tuyết dày đặc, không thể di chuyển. Trái lại với người phóng viên, thiền sư càng đi càng nhanh hơn, bước chân uyển chuyển mà mạnh mẽ, tựa như đang khiêu vũ. Cả cơ thể ông luôn duy trì tư thế tao nhã, hơi thở cũng rất ổn định như không hề bị ảnh hưởng bởi cái lạnh. Sắc mặt ông luôn bình tĩnh như đang tận hưởng không khí giá lạnh này. Vị thiền sư rất nhanh đã lên đến đỉnh núi. Ông bắt đầu ngồi trong tuyết và điều chỉnh hơi thở, trong khi người phóng viên còn đang cách ông rất xa. Toàn bộ cơ thể của thiền sư bắt đầu thả lỏng, hai mắt nhắm lại và với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, ông ấy bắt đầu hít một hơi thật sâu để từ từ đưa không khí vào cơ thể, rồi sau đó lại chậm chậm thở ra. Mỗi hơi thở của ông đều rất ổn định và có nhịp điệu, rất sâu và trọn vẹn. Thông qua việc vận khí điều chỉnh hơi thở, vị thiền sư có thể làm cho cơ thể và nội tâm của mình đạt đến trạng thái bình tĩnh và thư giãn sâu sắc. Đây cũng là một phần rất quan trọng trong việc tu hành thiền sư. Tiếp theo sau đó, ông lại đứng dậy và thực hiện một số động tác thiền định đòi hỏi kỹ thuật cao hơn, như đứng bằng một chân và thậm chí giữ cơ thể thăng bằng chỉ bằng đầu của mình. Trong quá trình hô hấp, ông tập trung cảm nhận luồng không khí bên trong và bên ngoài, cũng như những biến đổi trong cơ thể mình. Không biết từ khi nào, người phóng viên đã đuổi kịp và ngồi bên cạnh thiền sư với vẻ mặt kinh ngạc. Vị thiền sư chia sẻ cho anh ấy một số kỹ thuật vận khí uyên thâm. Sau đó, hai người lại tiếp tục lên đường. Thiền sư nói rằng, nơi họ sắp đến rất xa, nhưng lại là một nơi lý tưởng cho việc tu hành. Thông thường, ông ấy phải mất 3 ngày để đến đó, nhưng những người bình thường như phóng viên có thể mất ít nhất 6 ngày. Mỗi bước đi của vị thiền sư và người phóng viên như đang thử thách dũng khí của họ. Những cột băng xung quanh giống như một chiếc đèn chùm phát ra những âm thanh chói tai trong gió lạnh. Cả hai người cẩn thận từng bước trên băng tuyết, ánh mắt dán chặt vào cột băng trên đầu. Họ luôn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng né tránh nguy hiểm khi những cột băng trên đầu bị đứt gãy, hoặc có thể té ngã do đường đi khá trơn. Vị thiền sư tỏ ra rất ung dung và dường như có thể cảm nhận trước nguy hiểm có thể xảy ra để né tránh kịp thời, nhưng người phóng viên lại khá căng thẳng và lo lắng. Thỉnh thoảng anh ấy lại ngẩng đầu nhìn cột băng vì sợ khối băng rơi trúng đầu. Hơi thở của anh ấy gấp gáp và không đều nhau.
Có vẻ như anh không thể hoàn toàn thích nghi với độ cao và môi trường khắc nghiệt nơi này. Tuy nhiên, người phóng viên này lại vô cùng kinh ngạc trước khả năng của vị thiền sư, bởi anh ấy cảm nhận được rằng cả thể chất và tinh thần của ông ấy đều rất mạnh mẽ. Vì vậy, ông ấy mới có thể giữ được sự ung dung và điềm tĩnh trong môi trường như vậy. Cả hai người cứ lặng lẽ đi về phía trước. Vị thiền sư đi trước dẫn đường và người phóng viên cẩn thận theo sau. Dù môi trường hiện tại rất khắc nghiệt, nhưng họ vẫn kiên định tiến tới mục tiêu, không ngừng vượt qua khó khăn để đạt được mục tiêu cao hơn. Sau khi đi một hồi lâu, người phóng viên dần dần kiệt sức và khát nước, nên anh phải dừng lại nghỉ ngơi và nhặt băng tuyết trên mặt đất để ăn. Nhưng thiền sư dường như không bao giờ cảm thấy đói hay khát. Ông ấy dùng tuyết xếp thành một ký hiệu kỳ lạ giống như người tuyết và đặt một chuỗi hạt lên đó rồi ngồi thiền bên cạnh hoặc thực hiện một số động tác khó. Cứ như vậy, trong chuyến hành trình này, ông ấy vừa ngồi thiền vừa đợi người phóng viên đuổi kịp mình. Cuộc hành trình này đối với người phóng viên thật sự rất khó khăn. Anh ấy không chỉ phải đi bộ qua lớp tuyết dày mà còn phải leo lên những vách đá dựng đứng. Hơi thở của anh bắt đầu trở nên khó nhọc và mỗi bước chân của anh ấy dường như bị ghì chặt bởi những viên đá nặng nề. Người phóng viên luôn cố gắng để mình có thể đứng vững, nhưng ở những khu vực quá dốc, hầu như anh lại không thể giữ thăng bằng. Mặc dù đã được vị thiền sư động viên và hỗ trợ, nhưng cơ thể của người phóng viên đã đạt đến giới hạn. Anh cảm thấy mình không còn sức lực để tiếp tục, đã có lần anh nằm trên tuyết và thở dài. Tuy nhiên, người phóng viên vẫn cố gắng bước tiếp, bởi đó là tiếng gọi của nghề nghiệp, và anh cần phải kiên trì để hoàn thành sứ mệnh của mình. Sau khi màn đêm buông xuống, người phóng viên và các nhiếp ảnh gia đi cùng ở cùng nhau trong lều, trong khi vị thiền sư ngồi một mình trong hang động. Họ đã hẹn gặp nhau vào bình minh của ngày mai. Nhưng điều không ngờ là ngày hôm sau, khi người phóng viên bước ra khỏi lều thì không hề thấy bóng dáng của vị thiền sư. Những dấu chân để lại trên tuyết đã bị che phủ. Người phóng viên cố gắng gọi lớn nhưng không nhận được một sự phản hồi nào. Anh ấy bắt đầu cảm thấy bất an, và sau khi đợi vài giờ mà không thấy vị thiền sư trở lại, người phóng viên này bắt đầu quay trở về con đường cũ. Lúc này anh không chắc liệu họ có còn gặp nhau hay không, bởi anh ấy không biết rằng liệu vị thiền sư này có lý do đặc biệt nào đó mà không muốn tiếp tục xuất hiện. Những thiền sư đã chọn cách ẩn cư tại nơi hoang vắng này là vì muốn tập trung tu hành và tránh xa thế tục. Vì vậy, nếu không có cơ duyên đặc biệt, sẽ rất khó để tìm thấy họ. Những ai từng nghe về họ đều mong được gặp họ một lần. Thiền sư đứng bất động bằng một chân trong trận mưa đá. Vị hành giả này đang chìm trong trạng thái thiền định với dáng đứng trên một chân dưới cơn mưa đá mà không có bất kỳ một vật dụng che chắn bảo vệ nào. Ông cứ đứng yên để mặc cho những hạt mưa đá rơi liên tục lên người mình mà không hề trốn chạy hay né tránh. Không một ai biết rằng vị hành giả đã đứng như thế trong bao lâu. Họ chỉ nhìn thấy ông ở đó với động tác dùng mắt cá chân trái của mình chạm lên đùi phải thành dáng đứng kim kê độc lập. Hai tay chắp lại và bắt đầu chìm trong trạng thái nghỉ ngơi yên tĩnh. Mặt đất xung quanh vị hành giả được phủ đầy bởi những hạt mưa đá. Cơn mưa này chưa có vẻ gì là sắp tạnh khi gió và mưa cứ đập vào người ông một cách dữ dội. Nhưng nhìn vị hành giả này lại không hề có chút đau đớn. Thời tiết trên dãy núi Himalaya lúc này đang cực kỳ lạnh lẽo, nhưng ông chỉ quấn một chiếc khố mỏng manh và để lưng trần, đứng yên lặng rất lâu trong mưa. Mọi người thậm chí còn không thể cảm nhận được hơi thở của ông ấy. Lúc này, vị hành giả trông giống như một bức tượng kim kê vô cùng vững chãi trong mưa. Dường như vị hành giả này đang bước vào một không gian khác, nên đối với ông, môi trường khắc nghiệt xung quanh chỉ là hư vô, không kể đến thời tiết mưa gió khắc nghiệt. Nếu là một người bình thường, ngay cả trong một căn phòng bằng phẳng cũng khó có thể đứng yên bất động bằng một chân chỉ trong vài phút. Những người xung quanh rất ngưỡng mộ vị hành giả này, bởi dù mưa đá có lớn, mặt đất có gồ ghề trơn trượt đến đâu thì ông ấy vẫn giữ một tư thế đứng yên bất động. Điều phi thường này được xem là một mức giác ngộ mà mỗi hành giả sẽ đạt được, và cái gọi là tư thế thực hành thiền định của các bậc chân tu. Không giống như những thứ chúng ta nhìn thấy thường ngày. Trong tư liệu cổ, kim kê độc lập miêu tả động tác đứng như trạng thái nghỉ ngơi của con gà vàng. Tuy tư thế này nhìn bề ngoài khá đơn giản, nhưng khi đứng bằng một chân sẽ giúp mọi ý nghĩ tập trung cao độ và tinh thần trở nên thư giãn. Những người tu tập xem thiền định là một cách thực hành. Sau khi đã thực sự nhận được sự giác ngộ từ thiền,
các vị hành giả thường chỉ cần quấn một chiếc khố quanh thắt lưng, đi chân trần để hành hương khắp nơi trên thế giới trong một quãng thời gian như một cách tu khổ hạnh. Một số hành giả thường sống ẩn dật khắp nơi trên khu vực dãy Himalaya, mặc cho điều kiện thời tiết có khắc nghiệt đến đâu, bởi đây là một nơi yên tĩnh tránh xa thế giới phàm trần. Dãy núi linh thiêng này cũng nổi tiếng vì có nguồn năng lượng mạnh mẽ và tinh khiết. Nhiều bậc chân sư như Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng đã đạt được giác ngộ tại nơi này. Hình ảnh các vị hành giả thiền định trên những ngọn núi cao quanh năm tuyết phủ và có những năng lực phi phàm có vẻ rất huyền bí với nhiều người trần tục. Nhưng đối với họ, thiền đơn giản là tịnh tâm, ý thức được những gì đang xảy ra trong bản thân, trong tâm và trong hoàn cảnh xung quanh mình. Trong đạo Phật gọi đây là chánh niệm. Khi người ta tập cách trở về với hơi thở chánh niệm của mình, thì đó là bước thiết yếu đầu tiên để đánh thức năng lượng tỉnh thức trong tâm. Với sự tỉnh thức đó, con người sẽ có thể nhận diện được những gì đang xảy ra và đồng thời sẽ có khả năng giải quyết được những khó khăn không chỉ trong tâm mà ngay cả trong thân của mình. Các hành giả sẽ tịnh tâm để ý thức được những gì xảy ra trong tâm và chân thành sám hối. Vị thiền sư Sadhguru, một người có kinh nghiệm tu hành và cống hiến không mệt mỏi cho hạnh phúc của con người, đã từng nhận ra rằng trong những khoảnh khắc trước đây của cuộc đời, ông luôn nghĩ rằng một người sống ở trên đời sẽ có những mối liên kết với những thứ xung quanh không thể tách rời. Vì thế, một người sẽ cố gắng xây dựng tốt mối liên kết này trong tâm thế miễn cưỡng mà không xem đó là sự lựa chọn. Nhưng từ lần đầu tiên biết đến thiền định, ông đã hiểu ra rằng tất cả mọi thứ đều diễn ra theo lẽ tự nhiên, không thể nằm trong tầm kiểm soát của mình, nên phải học cách chấp nhận và sống chung với những điều ngược lại này. Sadhguru bắt đầu hòa nhập với mọi thứ xung quanh, kể cả hòn đá ông đang ngồi, không khí và môi trường đang diễn ra xung quanh. Điều này nghe có vẻ hơi điên rồ, nhưng Sadhguru lại nhận ra rằng những vấn đề mà con người đang chịu đựng đơn giản là do chúng ta đã đánh mất đi nhận thức về sự đồng điệu giữa bản thân với các nguồn lực từ thiên nhiên. Sau hơn 4 giờ trong trạng thái thiền định, vị hành giả này đã trở về ý thức bình thường. Tuy nhiên, ông lại nghĩ rằng mình chỉ vừa trải qua khoảng thời gian khoảng 15 phút. Vì thế, ông vẫn tiếp tục đứng dưới cơn mưa đá với trạng thái hoàn toàn có ý thức, nhưng vẫn thấy thời gian trôi rất nhanh. Vị hành giả lúc này hoàn toàn giống như lời chia sẻ của Sadhguru. Ông ấy cảm thấy bản thân mình đã hòa nhập với môi trường và mọi thứ diễn ra xung quanh. Từ mảnh đất ông đang đứng, không khí ông đang hít thở, thậm chí tất cả những hạt mưa đá đang liên tục rơi trên người mình. Vì vậy, ông không còn cảm giác lạnh lẽo hay đau đớn. Khi không còn trở ngại với những mối liên kết xung quanh, quãng thời gian thiền định bằng tư thế kim kê độc lập dài vài tính này đối với ông chỉ như vài chục phút trôi qua. Một vị thiền sư đã viết trong quyển tự truyện của mình rằng mỗi ngày của ông ấy đều bắt đầu từ niềm vui. Ông sống vì niềm vui và tan chảy vào niềm vui thiêng liêng trong đại dương tâm trí của mình. Bởi vì thực hành thiền định giúp ông hiểu được bản chất của mọi sự vật và cũng hiểu rõ được bản thân mình để tu tập, sửa chữa, điều chỉnh bản thân hòa nhập vào dòng chảy của vũ trụ, nhân sinh. Vị thiền sư ấy đã hoàn toàn kiểm soát được bản ngã của mình. Ông đã nhìn thấy được sự hoàn hảo tồn tại ở khắp nơi khi đi vào bầu trời tâm linh của chính mình mà không cần phải cố gắng thay đổi thực tế. Khi một người có thể tiến vào trạng thái tĩnh tâm hoàn toàn, họ sẽ cảm nhận được cảm giác an lạc và hạnh phúc ngập tràn trong tâm trí. Vị hành giả này đã nói rằng ông chỉ là một trong số rất nhiều hành giả khác và họ cũng rất nhỏ nhoi giữa vô số chúng sinh. Nhưng điều đặc biệt hơn là thế giới tinh thần của họ rất bao la rộng lớn, không bị trói buộc bởi hiện tại. Tuy điều kiện sống của các hành giả thường là những nơi hoang sơ, cuộc sống hàng ngày rất khó khăn, nhưng thế giới nội tâm của họ rất yên bình, bởi vì sự tu tập của họ là để nuôi dưỡng tâm trí. Những người ở đây không biết vị hành giả này sẽ giữ tư thế kim kê độc lập này đến bao giờ. Có thể hàng chục phút, vài giờ, hoặc thậm chí lâu hơn. Nhưng dù sao đối với sự tinh tấn trong tu hành của mình, vị hành giả này vẫn sẽ cảm thấy mọi thứ trôi qua chỉ như gió thoảng mây trôi, bởi ông ấy đã thực sự đạt được sự trong sáng trong tâm trí của mình. Cô gái xinh đẹp tu nhập thất 12 năm trong hang tuyết ở Himalaya. Người phụ nữ xinh đẹp này đã có 12 năm một mình bế quan trong một hang động đầy tuyết phủ nằm trên dãy Himalaya. Trong khoảng thời gian đặc biệt này, do việc vận chuyển lương thực gặp nhiều khó khăn, nên bà đã tự trồng nhiều loại rau trên núi. Nơi hang động này khá là nguy hiểm, bà không những có thể bị sói và báo tuyết tấn công, mà còn có thể gặp phải lũ lụt
hoặc những thảm họa từ tuyết và đá lở. Trong 12 năm, bà luôn duy trì trạng thái ngủ trong tư thế ngồi thiền như một khối lập phương trên một tấm ván thiền bằng gỗ truyền thống. Cuộc sống cách xa, tự cô lập khỏi thế giới bên ngoài này thực sự đối với một thanh niên trai tráng còn cực kỳ khó khăn. Vì vậy, việc người phụ nữ này có thể sống trong núi cao 5.000 mét này trong khoảng 12 năm thật quả khiến người ta cảm phục. Sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng bà ấy đã hoàn thành một cách thần kỳ việc nhập thất tu hành này và trở thành một huyền thoại nổi tiếng thế giới. Nguồn sức mạnh tinh thần nào khiến bà có thể hoàn thành quá trình tu hành này? Mời các bạn cùng chúng tôi theo dõi hết video ngày hôm nay. Người phụ nữ London xinh đẹp này đã dũng cảm rời bỏ thành phố London hoa lệ để đến Himalaya sống cuộc sống cực khổ khó khăn, một mình canh giữ hang tuyết tại nơi đây. Cuộc sống của bà ấy trong hang tuyết được diễn ra như thế nào? Rốt cuộc, bà ấy đã nhận ra điều gì và muốn truyền tải điều gì đến thế giới? Tên của vị ni sư này là Tenzin Palmo. Bà sinh ra ở London và là một cô gái người Anh điển hình. Cha mất từ năm lên 2 tuổi và một mình mẹ đã nuôi dưỡng bà ấy trưởng thành. Năm 18 tuổi, bà đọc được một quyển sách về Phật giáo và nhận ra rằng điều này có thể lấp đầy sự trống trải bấy lâu trong cuộc sống của mình. Đến năm 20 tuổi, bà quyết tâm đến một ngôi làng hẻo lánh ở miền Bắc Ấn Độ để tìm cầu con đường tâm linh. Năm thứ hai, tại ngôi làng này, bà đã xuống tóc xuất gia và bước vào một tu viện trở thành nữ tu duy nhất trong số hàng trăm nhà sư ở đây. Tại tu viện này, bà đã gặp được căn bản thượng sư của mình. Đó là Nhiếp Chính Vương Khamchun Rinpoche đời thứ 8, một bậc thầy tâm linh. Và bà đã trở thành một trong những người phương Tây đầu tiên được công nhận là Sunni Tây Tạng. Bà được phân làm thư ký cho ngài Khamchun Rinpoche và chịu trách nhiệm dạy những chú tiểu ở đây học tiếng Anh. Sau 6 năm học hỏi trong tu viện, bà bắt đầu cảm thấy tự tin rằng mình có thể nhập thất tu tập dài hạn. Vì vậy, ngài Khamchun Rinpoche đã hướng đạo cho vị ni sư tới khu vực thung lũng Himalaya để thực hành pháp tu chuyên sâu hơn. Bà bắt đầu hành trình đi tìm đúng nơi để có thể tĩnh tu và cuối cùng bà ấy đã tìm thấy một hang động thích hợp tại một nơi hẻo lánh ở độ cao 5.000 mét. Hang động này rất nhỏ và có phần hơi ngắn. Sau đó, bà bắt đầu sắp xếp một ít đồ đạc trong hang. Một cái bàn nhỏ, một cái xô, một cái bếp lò và một tấm ván gỗ để thiền, thêm một bức tượng Phật trên tường. Sau khi sắp xếp, hang động này cũng đã thay đổi thành một ngôi nhà nhỏ xinh. Lần đầu tiên bà bắt đầu chuyển đến hang động này là năm 33 tuổi và bắt đầu trải qua 12 năm bế quan tu tập cho đến năm bà 45 tuổi. Một khóa thực hành lâu dài và khó khăn như vậy đã vượt xa những gì người bình thường có thể làm. Sau khi chuyển vào hang động, bà bắt đầu thực hành tu luyện bản thân một cách nghiêm ngặt. Mỗi ngày bà bắt đầu thức dậy lúc 3 giờ sáng và nghĩ rằng bản thân noi theo tu tập đạo Phật của Nhật Bản và Trung Quốc. Vì vậy bà chỉ ăn một bữa và ngủ 3 tiếng mỗi ngày trong trạng thái ngồi thiền chứ không nằm như những người bình thường. Ở hang động này một năm sẽ có tuyết rơi từ 6 đến 8 tháng. Nhiệt độ thường xuống dưới 30 độ C. Nguồn nhiệt duy nhất trong hang là bếp lò, nhưng không thể đốt cả ngày. Bà chỉ đốt lò khi nấu bữa trưa. Vậy nên sau khi mặt trời lặn, bà không có nguồn nhiệt nào để có thể sưởi ấm. Nhưng điều này không thể làm khó được bà ấy. Khi thực sự hành thiền, một nguồn nhiệt sẽ tỏa ra từ bên trong cơ thể, khiến bà trở nên ấm áp, không còn lạnh lẽo. Tại nơi đây, mùa hè còn có thể đi bộ ra suối lấy nước, nhưng khi mùa đông đến thì không ra ngoài hang được, phải nấu tuyết làm nước uống và sinh hoạt. Về thực phẩm, bà phải thu xếp để nhận các thực phẩm khô, dầu đốt, dầu ăn, muối đường và củi khô ở dưới núi đem lên vào mỗi mùa hè. Nhưng vì hang động này cách tu viện khoảng 1 giờ di chuyển, rất khó khăn cho việc vận chuyển lương thực, nên bà đã quyết định tự trồng rau ngay trước cửa hang. Để ngăn chặn các loài động vật hoang dã tấn công, bà đã dựng lên một hàng rào xung quanh hang động. Thời gian mùa hè, thỉnh thoảng Tenzin Palmo vẫn nhìn thấy một hai người chăn cừu, nhưng phần lớn thời gian trong năm bà chỉ có một mình. Tuy nhiên, bà ấy đã chia sẻ rằng mình không hề cảm thấy nhàm chán một giây phút nào. Thay vào đó, bà đã có một cuộc sống rất hạnh phúc. Đôi khi những trận bão tuyết kéo dài cả tuần, tuyết rơi nhấn chìm mọi thứ. Có một lần vào tháng 3 năm 1979 tại Lahore, có một trận bão tuyết và tuyết lở kinh hoàng kéo dài liên tục suốt một tuần, làm hơn 200 người thiệt mạng. Ngày bão tuyết tan và bà ra cửa, thì băng tuyết và tuyết đã đóng kín cửa. Sau đó bà mới nhận ra rằng không có bất cứ một lối thoát nào. Tất cả đều bị chặn và cả hang bị bóng tối bao trùm. Nếu đốt đèn thì nguồn oxy trong đó sẽ cạn kiệt rất nhanh. Để thoát khỏi càng sớm càng tốt, bà đã dùng tất cả mọi thứ trong hang động mà bà có thể sử dụng để từng chút đào bỏ băng và tuyết. Tenzin đã đối diện với cảnh giới sinh tử, nhưng trong giây phút đó,
bà đã không hề tỏ ra sợ hãi. Bà đã tự kiểm điểm lại bản thân về những việc làm tốt và không tốt, và luôn cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ rằng mình là một tu sĩ Phật giáo. Bà Tenzin đã trải qua cơn bão tuyết kinh hoàng ấy, khi mà những người dưới núi không ai nghĩ rằng bà còn sống sót. Vì sống một mình tại nơi vô cùng lạnh giá này, nên những lúc tuyết rơi, bà đều có nguy cơ bị cảm lạnh nghiêm trọng. Tuy vậy, 12 năm nhập thất đã trôi qua yên bình và hạnh phúc. Sau 12 năm tu tập, vào năm 1988, bà trở về sống ở Italia để tiếp tục theo đuổi con đường khám phá tâm linh. Bà đã bắt đầu với ý chí ngàn năm của một người phụ nữ, truyền dạy giáo pháp tại nhiều trung tâm Phật pháp khác nhau, trước khi nhiếp chính vương Kanchun Rinpoche đời thứ 8 viên tịch năm 1980. Ngài đã nhiều lần yêu cầu Tenzin Palmo thành lập ni viện. Tenzin Palmo rất hiểu tầm quan trọng của công việc này và nhớ lại khi bà đang sống tại một thư viện nhỏ ở Lahore đã nhận thấy rằng tuy những sư ni rất thông minh và thành kính dâng hiến, nhưng họ không có một cơ hội để tu học và tiếp cận những giáo lý cấp cao hơn. Điều này làm cho bà cảm thấy rất buồn. Vào năm 1993, những lama của thư viện Kanpaga ở Himachal Pradesh, Ấn Độ lại thỉnh cầu ni sư thành lập tự viện. Khi đó, Tenzin Palmo đã sẵn sàng tiếp nhận sứ mệnh khó khăn này và quyết tâm thành lập một ni viện. Dự án của bà bắt đầu dần dần thu hút được sự quan tâm trên toàn thế giới. Bà bắt đầu đi diễn thuyết khắp nơi, quyên góp tiền và làm việc không mệt mỏi. Tài sản của bà chỉ vỏn vẹn gồm một cái túi ngủ, một vài quyển sách Phật giáo, một ít dụng cụ cá nhân và ba bộ quần áo nhà tu. Bà từ chối không dùng tới số tiền quyên góp dành xây tu viện, ngay cả dùng vào chi phí di chuyển. Bà không ngần ngại đi khắp mọi nơi, đi xe, đi bộ, đi máy bay, chờ đợi nhiều giờ, có khi nhiều ngày để chuyển tiếp phương tiện, nhưng không bao giờ cau có, than phiền. Bà cũng xuất bản cuốn sách Trong Động Tuyết Sơn, ghi lại một hành trình tâm linh dài của mình và được độc giả trên toàn thế giới vô cùng yêu thích. Doanh thu của quyển sách này cũng dành để xây dựng tu viện và gây quỹ bảo trợ. Cuối cùng bà đã thành công xây dựng một tu viện nữ. Những việc làm của Tenzin Palmo đã trở thành huyền thoại của phương Tây. Một người phụ nữ dám từ bỏ những ngày tự do thoải mái và an toàn đến một nơi xa lạ, một mình đối mặt với gió và những cơn bão tuyết lạnh lẽo dữ dội. Cuối cùng, sau 12 năm bế quan tu hành, những gì chúng ta thấy được trong ánh mắt của bà là sự vui vẻ, bình yên và tấm lòng tốt. Và cái gọi là thực hành thiền định, có lẽ như bà ấy nói, tôi chưa bao giờ có một phút giây nào cảm thấy cô đơn nhàm chán và đang sống cuộc sống của một người rất hạnh phúc. Cuộc đời của ni sư Tenzin Palmo đã trở thành một huyền thoại thần kỳ. Bà đã trở thành thần tượng cho các nữ tu sĩ ở phương Tây, cả Phật giáo và các tôn giáo khác. Hiện tại, với vai trò là ni sư trưởng của Phật giáo Tây Tạng, bà vẫn ngày ngày tâm huyết với các dự án của mình. Một nhóm nữ hành giả ngồi thiền trong tuyết, sống biệt lập với thế giới bên ngoài. Một nhóm tỳ kheo ni đang ngồi thiền trong tuyết rơi lạnh giá. Mọi người vừa ngồi thiền vừa tụng kinh trên những chiếc đệm vuông vắn. Xung quanh cơ thể họ quấn một chiếc khăn đã thấm đẫm nước. Những bông tuyết trên cao không ngừng rơi xuống, phủ đầy lên mặt đất và cả chiếc đệm họ ngồi, tạo nên một khung cảnh thanh bình và tươi đẹp như một tuyệt tác của thiên nhiên. Bất chấp môi trường xung quanh lạnh giá khắc nghiệt, các vị tỳ kheo ni này vẫn kiên trì và bình thản thiền định tại đây. Có thể nhìn thấy, dường như trong tâm trí họ hoàn toàn thanh tịnh và tập trung mà không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự quấy nhiễu nào từ thế giới bên ngoài. Thực tế thì những vị tỳ kheo ni này đang luyện pháp tu nội hỏa, hay còn gọi là lửa tam muội, Tummo. Đây là một trong 6 pháp du già của Naropa. Lửa tam muội nghĩa là một ngọn lửa huyền bí hay một năng lực bên trong có nhiều trình độ khác nhau, dùng hô hấp kích động các bí huyệt trong cơ thể để lúc nào cũng cảm thấy ấm áp như được khoác một bộ áo dày, mà người Tây Tạng gọi là mặc áo tiên. Tại buổi thiền định này, mỗi tỳ kheo ni đều chuyên tâm vào việc tập trung phát huy nội hỏa trong cơ thể thông qua hít thở sâu và thiền định để nâng cao dòng năng lượng bên trong. Để có thể luyện thành pháp tu này, đòi hỏi họ phải trải qua một quá trình rèn luyện vất vả. Thường những tỳ kheo ni này sẽ thấm ướt một tấm chăn dày cho đến khi đẫm nước và trực tiếp khoác chúng lên người. Sau đó sử dụng pháp tu nội hỏa này khiến cho năng lượng trong người dần nóng lên, truyền nhiệt đến tấm vải. Họ dùng sức nóng tỏa ra từ cơ thể để làm khô tấm vải ướt này. Đến lúc chăn đã khô, các tỳ kheo ni này lại tiếp tục nhúng ướt nó và bắt đầu hong khô, lặp đi lặp lại nhiều lần. Trong lúc tu luyện, nếu người nào hong khô tấm chăn càng nhanh, số lần hong khô càng nhiều, thì chứng tỏ pháp công nội hỏa của vị tỳ kheo ni ấy đã luyện càng tốt hơn và tiến gần hơn đến thành công.
Ngoài ra, pháp tu này ở một mức độ cao hơn khi nhập định sẽ cảm thấy thân tâm thoải mái, an lạc, dễ chịu, mà những người Tây Tạng gọi là sống trong tiên cảnh. Cao hơn nữa, những vị hành giả sẽ hướng dẫn lửa đó theo thần mạch lên đỉnh đầu để phát huy các quyền năng đặc biệt, thường được gọi là nhập tam muội. Họ sử dụng cách thức tu luyện pháp công nội hỏa để thể hiện khả năng kiểm soát và nâng cao sức mạnh bên trong của chính mình. Mặc cho môi trường bên ngoài tuyết rơi lạnh giá, những tỳ kheo ni này vẫn đắm chìm trong thế giới nội tâm của chính mình để tìm kiếm sự bình yên và sức mạnh tiềm ẩn từ sâu trong tâm. Tây Tạng là vùng đất Phật với bầu không khí yên bình và thanh tịnh, rất thích hợp cho việc ẩn cư và tu hành. Ở Tây Tạng, theo đuổi sự bình yên và trí tuệ nội tâm, nhiều vị tỳ kheo ni đã xây dựng vô số tu viện trên sườn đồi, đôi khi là những túp lều nhỏ, chỉ đủ một người ngồi bên trong. Mục đích của họ là tạo ra một nơi có thể giúp bản thân tu hành, sống tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Những tu viện này phân bố rải rác trên sườn đồi, giống như chuỗi ngọc trai được tô vẽ thêm trên vòng tay của mẹ thiên nhiên. Đây là nơi ẩn cư lý tưởng cho các tỳ kheo ni, giúp họ theo đuổi sự bình an và trí tuệ nội tâm, đồng thời cũng là nhân chứng cho sự hòa nhập của họ với thiên nhiên. Tuy nhiên, việc hòa mình cùng thiên nhiên nơi đây không phải là dễ dàng, bởi sống ở cao nguyên cao nhất thế giới này đòi hỏi những tỳ kheo ni phải có sức khỏe tốt, vì thời tiết ở đây vô cùng khắc nghiệt với nhiệt độ mùa đông rất lạnh, hơn nữa còn rất dễ gặp phải thú dữ. Mỗi tỳ kheo ni đều có một phòng thiền của riêng mình, bởi theo cấu trúc xây dựng, mỗi phòng thiền chỉ vừa vặn với một người. Khi bước vào phòng thiền, họ như đã tách mình ra khỏi thế giới xô bồ, ồn ào bên ngoài. Trong không gian thanh tịnh này, mỗi lần nhập thiền là một lần cơ hội để họ có thể đối thoại với thế giới nội tâm của mình. Sở dĩ họ chọn tu hành ở nơi yên tĩnh này là vì khi thiền định giữa thiên nhiên, các vị tỳ kheo ni sẽ dễ dàng thư giãn, chạm tới điểm sâu thẳm và yên lặng bên trong tâm hồn, thoát ly khỏi cuộc sống bận rộn với vật chất hàng ngày. Thông qua thiền định, họ sẽ tự kết nối với chiều sâu nội tâm của chính mình và tìm kiếm một mức độ thức tỉnh cao hơn. Ở vùng đất Tây Tạng, với các tu viện biệt lập, mỗi tỳ kheo ni như một bông hoa độc nhất vô nhị. Mỗi bông hoa đều khoe sắc rực rỡ của riêng mình. Tuy trong trạng thái hoàn toàn độc lập, nhưng những bông hoa này lại cùng nhau tạo ra một mối liên kết chặt chẽ tại tu viện của mình. Đây là một điều đặc biệt giúp họ có thể hỗ trợ lẫn nhau, truyền cảm hứng cho nhau và cùng nhau khám phá những bí ẩn bên trong tâm hồn của mỗi người. Các vị tỳ kheo ni không theo đuổi những điều phi thường mà tập trung vào việc thức tỉnh nội tâm, hòa quyện vào trong cuộc sống thường ngày. Mỗi ngày bước ra khỏi phòng thiền, họ lại có thể mở rộng thêm sự bình yên và trí tuệ của mình để hòa nhập với mọi người. Không chỉ tu hành cho chính mình, họ còn dùng lời nói dịu dàng và hành động từ bi đối xử với những người xung quanh, giao tiếp với thế giới bằng trí tuệ và lòng nhân ái. Bởi bình an trước tiên phải đến từ tận sâu trong tâm trí của mỗi người, sau đó mới có thể được thể hiện ra ngoài bằng hành động và lời nói. Những tu viện trên vách đá không chỉ là nơi để các tỳ kheo ni có thể tĩnh tâm tu hành, mà còn giúp họ hòa nhập với những ngọn núi và thung lũng xung quanh. Khung cảnh yên bình và tráng lệ này thực sự rất hữu ích đối với hành trình tu tập của họ, bởi những tỳ kheo ni này có thể ở một nơi cao, gần gũi hơn với bầu trời. Họ lắng nghe tiếng thì thầm của núi rừng, chạm vào nhịp đập của đất, cùng nhau hòa quyện với các yếu tố trong tự nhiên. Tại nơi đất trời hòa hợp này, các tỳ kheo ni sẽ trải nghiệm sự cân bằng, hài hòa của cơ thể và tâm hồn, đồng thời tìm được cảm hứng để theo đuổi sự giác ngộ vô tận. Sự kết nối giữa các vị tỳ kheo ni này không chỉ trong không khí tĩnh lặng của phòng thiền, mà còn tại những khoảnh khắc của đời sống thường ngày. Không như thế giới bên ngoài, đầy hơn thua và ganh ghét, giữa họ luôn tồn tại một mối liên kết như tình cảm gia đình sâu nặng. Tất cả mọi người cùng nhau lắng nghe, tìm thấy sự thấu hiểu và cộng hưởng với nhau. Hàng ngày, ngoài việc tu tập, họ sẽ cùng nhau chia sẻ những khó khăn gặp phải từ sâu thẳm tâm hồn mình. Nhờ đó, các tỳ kheo ni này có thể cùng nhau khám phá và trưởng thành để vượt qua những thăng trầm, biến đổi của cuộc đời. Mỗi ngày khi tiếng tù và nổi lên, tất cả họ sẽ cùng nhau lên đến đỉnh núi, ngồi đúng vị trí và bắt đầu tập thiền. Trước mặt họ là những đỉnh núi dài vô tận, như thể một bức tranh thủy mặc của vũ trụ đang mở ra trước mắt. Lúc này, khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên đã trở thành hình ảnh phản chiếu trong lòng của họ. Tâm hồn họ dần trở nên thanh thản và rộng mở hơn.
Tại nơi tu hành biệt lập này, các tỳ kheo ni đã hòa hợp cùng thiên nhiên, tạo nên một không khí thiêng liêng và lắng đọng. Họ ngồi vững vàng trên đỉnh núi và đắm chìm vào vẻ đẹp của thiên nhiên, hòa cùng trời xanh mây trắng. Khung cảnh yên bình và tráng lệ nơi tu hành đã trở thành một môi trường tốt cho việc tu luyện và thắp lên ánh sáng trí tuệ tận sâu trong tâm hồn của những tỳ kheo ni. Thiền sư phương Tây vì mối tình đầu mà tu hành 20 năm trên dãy Himalaya. Vị thiền sinh này tên là Thaya Dorje, sinh năm 1961. Đến nay, ông đã hơn 60 tuổi nhưng thân thể vẫn nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Ông Thaya Dorje được rất nhiều người biết đến như một bậc thầy nghị lực, đã cống hiến cả đời mình cho việc nghiên cứu và thực hành yoga, thiền định và thái cực quyền của đạo gia. Thaya Dorje được mọi người tôn kính xem là cầu nối giữa phương Đông và phương Tây, khi mang những trải nghiệm đặc biệt của mình về văn hóa tinh thần phương Đông đến những quốc gia khu vực phương Tây. Mặc dù được sinh ra và lớn lên tại Pháp, nhưng ông đã dành phần lớn thời gian trong đời để sống và tu tập ở các quốc gia khu vực châu Á, đặc biệt là Ấn Độ. Trong 2 năm sống tại Trung Quốc, Thaya Dorje dành hầu hết thời gian của mình để ẩn cư, tìm hiểu và thực hành thiền định. Ông ngồi thẳng lưng tọa thiền trên đỉnh núi với độ cao 5.800 m, chân xếp bằng một cách tự nhiên, tạo nên cảnh tượng đẹp mắt với hai bên là vách đá sừng sững dựng đứng. Sau lưng ông là những ngọn núi tuyết phủ trắng xóa. Dưới sự chiếu rọi của ánh nắng mặt trời, dãy Himalaya trở nên linh thiêng và tráng lệ lạ thường. Toàn bộ hình ảnh trước mắt như một bức tranh, toát lên vẻ uy nghiêm hùng vĩ nhưng vẫn mang vẻ đẹp tinh khiết động lòng người. Vị thiền sinh đang đắm mình trong hành trình khám phá bản thân để tìm kiếm sự cân bằng và hài hòa từ nội tâm ở nơi tu hành đặc biệt này. Như một duyên phận đặc biệt, từ khi còn trẻ, Thaya Dorje đã bị thu hút bởi năng lượng của sự đơn giản và vẻ đẹp của trạng thái tự nhiên. Năm 16 tuổi, ông rời khỏi quê hương để theo đuổi ước mơ được phát triển sự nghiệp cùng với những chú ngựa, bởi ông cảm nhận được sự tự do và tỏa sáng của chúng khi được hòa nhập cùng thiên nhiên. Với tinh thần không ngừng học hỏi cùng mong muốn nâng cao kỹ năng của mình, Thaya Dorje đã tiếp xúc và tập luyện với một số vị huấn luyện viên hàng đầu thế giới ở Anh, Ireland và Pháp. Tuy nhiên, vài năm sau đó, ông đã phải đối mặt với hai biến cố lớn nhất trong đời. Điều này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống sau này của ông Thaya Dorje. Biến cố đầu tiên là khi mối tình đầu của ông qua đời vì căn bệnh ung thư. Sau đó không lâu, một chấn thương nặng đã khiến ông không thể nào tiếp tục cưỡi ngựa. Hai sự đả kích lớn về tình yêu và sự nghiệp này làm ông chìm đắm trong đau khổ và tuyệt vọng. Thaya Dorje đã suy nghĩ rất nhiều. Ông mong muốn khám phá sự thật về sự tồn tại của con người và nguồn gốc của nỗi đau. Trải qua một khoảng thời gian dài, Thaya Dorje bắt đầu tìm kiếm sự yên bình trong tâm hồn và sức mạnh từ nội tâm của chính mình. Để hướng đến sự gần gũi với thế giới tự nhiên, ông đã trở thành hướng dẫn viên cho một ngọn núi vào mùa đông và mùa hè. Cuộc sống bình yên này giúp bản thân ông thấy không ngừng hòa hợp với thế giới tự nhiên, rèn luyện khả năng duy trì sự cân bằng, hài hòa với thiên nhiên và các yếu tố của nó. Trải qua một thời gian, với mong muốn có thể tự chữa lành tâm hồn và điều chỉnh lại trạng thái cơ thể của mình, Thaya Dorje đã bắt đầu đi sâu vào nghiên cứu nhiều nghệ thuật đạo giáo khác nhau như thái cực quyền, khí công, nội giả kim, v.v. Bởi ông nhận thấy rằng, những nỗ lực thay đổi điều tự nhiên chỉ làm cho cuộc sống trở nên tồi tệ hơn. Thaya Dorje đã tham gia nhiều buổi đào tạo ở bờ biển phía Tây Canada. Ông cũng tìm đến núi Võ Đang của Trung Quốc, nơi được xem là cái nôi của đạo giáo, để khám phá những điều quý giá từ đạo. Sau một quá trình nghiên cứu tìm hiểu, ông nhận ra, nếu muốn đạt được một nội tâm thanh tịnh, thì phải vứt bỏ hết thảy dục vọng và phiền não. Giống như những hạt giống trên cánh đồng bị cỏ dại xâm chiếm, dục vọng và tạp niệm chính là cỏ dại của tâm trí. Năm 1992, Thaya Dorje bắt đầu hành trình tu tập thiền định của mình để rèn luyện cơ thể, tâm trí và tinh thần của bản thân. Vào thời điểm đó, ông lựa chọn thiền định với mong muốn tìm kiếm sự bình yên, hài hòa trong nội tâm. Sau khi tu tập, Thaya Dorje lại mang trong lòng khát vọng khám phá sâu sắc hơn về thiền và tâm linh. 2 năm sau, lần đầu tiên trong đời ông bắt đầu ẩn cư và một mình tu luyện trên dãy Himalaya. Đây trở thành một bước ngoặt quan trọng trên con đường tu học của Thaya Dorje. Kể từ đó, hàng năm ông sẽ đi đến Ấn Độ và ở lại đó từ 3 đến 5 tháng.
Tại đây, ông đã gặp gỡ nhiều bậc thầy Ấn Độ, học hỏi và giao lưu với họ, đồng thời cảm nhận được sức mạnh của trí tuệ cổ xưa. Theodosia dành nhiều thời gian hơn để ẩn cư tu hành ở Ấn Độ. Thông qua kinh nghiệm sâu sắc về luyện tập yoga và thiền định, được học hỏi từ những bậc thầy khác nhau, ông không ngừng mở rộng cánh cửa trái tim mình. Mục đích tu hành của Theodosia không chỉ cho bản thân. Vì vậy, ông cũng đem những gì mình học hỏi và giác ngộ được đến các trường học và những vùng nông thôn khác nhau để dạy yoga. Mong muốn của ông Theodosia là truyền lại trí tuệ và kinh nghiệm của mình cho nhiều người hơn, giúp họ nâng cao nhận thức, tạo nên sự cân bằng giữa thể chất và tinh thần. Với thái độ điềm tĩnh và kiên nhẫn, ông đã tận tâm hướng dẫn các học trò của mình trên con đường tu hành, giúp họ tìm thấy sự bình yên và tự giác ngộ trong nội tâm. Năm 1997, ông Theodosia thực hiện một buổi thiền định sâu gần ngôi đền Badrinath ở Himalaya. Đây là một địa điểm tôn giáo thần thánh, nằm ở độ cao hơn 3.500m và là điểm đến nguy hiểm, khắc nghiệt nhất ở Ấn Độ. Trong thời gian này, ông vinh dự được hướng dẫn và giác ngộ bởi Mahavata Babaji, một yogi vĩ đại là người đã đưa Kriya Yoga trở lại với nhân loại sau hơn nghìn năm thất lạc trong thời kỳ đen tối. Sau khi tìm hiểu và khám phá sâu hơn, Theodosia đã dần dần kết hợp các phong cách tập luyện yoga khác nhau, bao gồm yoga Tây Tạng, yoga Thái Lan và yoga Hatha, để hình thành hệ thống thực hành độc đáo của riêng mình. Trong 20 năm qua, ông Theodosia đã thực hiện nhiều chuyến hành trình trên khắp đất nước Ấn Độ và Nepal để gặp gỡ, làm quen với các bậc thầy có thành tựu sâu sắc trong nhiều lĩnh vực khác nhau, để không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ tu tập của mình. Những chia sẻ và hướng dẫn của họ đã truyền nguồn cảm hứng quý giá cho việc tu hành yoga, khám phá tâm linh của Theodosia. Trong cuộc hành trình dài, Theodosia không chỉ lĩnh hội được tinh hoa của việc tu hành yoga từ những bậc thầy này mà còn tìm được cảm hứng từ sức mạnh thiên nhiên, bởi yoga nhấn mạnh sự hợp nhất, hòa hợp với thiên nhiên, từ đó thể hiện sự thống nhất của tâm trí và cơ thể con người. Tất cả những khám phá và học hỏi này đã giúp cho ông Theodosia dần dần tìm thấy sự tự do hoàn toàn trong việc tồn tại và biểu đạt cảm xúc một cách chân thực. Dựa trên nghiên cứu và thực hành các phương pháp và giáo lý khác nhau, cũng như sự hiểu biết tâm linh sâu sắc của mình, Theodosia giúp mọi người tìm thấy sức khỏe, bình an, niềm vui và tự do. Thông qua con đường tu tập, họ sẽ tìm thấy được sức mạnh nội tại. Đó là sức mạnh của tinh thần ẩn sâu trong chính bản thân mỗi người, tạo động lực và quyết tâm để bản thân có thể vượt qua những khó khăn, thách thức và đi đến thành công trong tương lai. Bằng kinh nghiệm trong hành trình khám phá bí mật tâm linh ở phương Đông, Theodosia đã nói rằng việc tu hành theo đạo tạo ra một khoảng trống bên trong tâm trí mỗi người. Đây không phải là sự trống rỗng của bản thân, mà là nơi con người có thể thấy sự bình yên. Sự bình yên được tìm thấy trong khoảng trống này cho phép chúng ta đến với những bậc cao hơn. Người theo đạo là một tấm gương có thể phản chiếu ánh sáng của ân huệ, qua đó sẽ tự mình cảm nhận được sự tồn tại và hòa nhập cùng cuộc sống. Truyền hình trực tiếp Yogi Ấn Độ ngồi thiền trên ngọn cây cao 50m. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có một đài truyền hình phát sóng buổi tập hàng ngày của các bậc chân sư Yogi Ấn Độ. Trong video, một Yogi người Ấn Độ đang ngồi thiền trên một ngọn cây cao chót vót. Dáng người vô cùng đẹp, tựa hồ đóa hoa sen đang nở. Toàn thân toát ra một cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát như hòa quyện cùng với trời đất. Bức tranh này khiến người ta cảm thấy yên bình và tĩnh lặng, đồng thời cũng khiến người ta không ngừng liên tưởng đến việc làm thế nào vị Yogi ấy có thể lên cành cây và ngồi trên đó một cách an nhiên. Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết video ngày hôm nay. Thực tế, việc thiền định đòi hỏi sự tập trung cao độ và sự yên bình trong nội tâm. Trạng thái phi thường mà vị Yogi này thể hiện khiến người ta cảm nhận được nguồn nội lực và hơi thở bình yên, khiến ta có cảm giác như đang hòa mình vào thiên nhiên và cảm nhận được sức sống tươi đẹp, mang chút màu sắc huyền bí. Những video trước mà chúng tôi có đề cập, khi đến với Himalaya, vô số các tín đồ Phật giáo mong ước được một lần nhìn thấy những vị hành giả, những yogi với sức mạnh tinh thần vượt qua giới hạn của người thường. Bởi đây là nơi được rất nhiều vị yogi Ấn Độ lựa chọn làm nơi thực hành thiền định. Trong đó, nhiều vị yogi đã trải qua quá trình sám hối trường kỳ để vượt qua cõi phàm trần. Họ được coi là những bậc thầy có nhiều năng lực siêu nhiên và được rất nhiều người từ khắp mọi nơi tìm đến học tập. Tuy nhiên, rất khó để những người này gặp được một vị yogi thực sự bởi có hai lý do. Thứ nhất là vì những yogi này
thường sống ẩn dật trong những dãy núi sâu hay cánh rừng già. Lý do thứ hai là hầu hết những vị yogi đều rất khiêm tốn và ít nói. Họ không muốn thể hiện quá nhiều về kết quả thực hành của mình hoặc nhận quá nhiều sự thăm hỏi của người khác. Vì vậy, nếu muốn đến thăm các vị yogi ở Himalaya, bạn cần phải vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách. Đồng thời, cần phải có đủ năng lượng và thời gian để không ngừng tìm kiếm manh mối, hỏi thăm tin tức của họ. Nhưng chỉ là tìm hiểu để có thể giới thiệu họ cho nhiều người học hỏi tấm gương tu tập, cần phải tôn trọng nguyện vọng, niềm tin của những vị yogi và không làm phiền đến việc luyện tập của họ. Người phóng viên trong video này đã phải mất rất nhiều ngày mới tìm ra dấu vết của vị yogi lúc ông ấy đang tập thủy thiền. Không ai biết ông đã ngồi thiền trong nước bao lâu rồi. Một lúc sau, ông ấy bất ngờ lên khỏi mặt nước để nói chuyện với người phóng viên và cả hai bắt đầu leo lên núi. Họ cùng nhau leo lên vách đá thẳng đứng như bức tường. Có thể thấy, cơ thể yogi uyển chuyển như một chú tắc kè. Ông leo lên cực kỳ nhanh chóng, tay và chân nắm chặt vào những phiến đá gồ ghề trên bề mặt vách đá, tựa như cơ thể ông ấy và vách đá đã hòa làm một. Còn người phóng viên phía sau thì lại leo lên một cách rất vất vả và có vẻ phải tiêu hao rất nhiều sức lực. Hình ảnh này như một bức tranh thể hiện sự tương phản sâu sắc. Nó làm nổi bật lên tác dụng của những kỹ năng yoga và tu luyện tâm linh đến thể chất và ý chí của con người. Vị yogi này rất nhanh chóng đã leo lên đến đỉnh vách đá và thiền định trên đó. Trong khi bên dưới, người phóng viên vẫn đang rất cố gắng từng bước leo lên một cách cẩn thận. Đợi đến khi phóng viên leo lên đỉnh vách đá, thì vị yogi này đã lên đến một ngọn cây nhỏ. Trước mắt phóng viên là một cảnh tượng ngoạn mục. Vị yogi với ngón chân vững vàng đặt trên cành cây, hai tay chắp trước ngực, ánh mắt khép hờ mông lung và vẻ thanh thản hiện rõ trên gương mặt. Ông ấy đang trong trạng thái nhập thiền, hơi thở đều đặn và chậm rãi, tâm tĩnh như nước cùng hòa nhập với thiên nhiên. Lúc này, ông hoàn toàn chìm đắm trong thế giới nội tâm của mình, tận hưởng sự tĩnh lặng và bình yên ngồi thiền. Trên gương mặt ông không hề gợn một chút sợ hãi và lo lắng khi ngồi trên độ cao này. Với vị trí ngồi cũng không quá chắc chắn, nếu là bạn, bạn nghĩ mình có thể làm được điều này hay không? Người phóng viên cũng tiếp tục leo lại vách đá gần đó và kiên nhẫn chờ đợi. Đợi đến khi trời tối, vị yogi này bắt đầu đi tắm ngũ hành. Đây là một nghi lễ tẩy rửa yoga truyền thống của Ấn Độ. Nó dựa trên thuyết ngũ hành trong triết học Ấn Độ, bao gồm không khí, nước, lửa, đất và không gian. Mục đích của nghi thức này là tẩy rửa thân tâm để chuẩn bị cho việc hành thiền. Sau đó vị yogi đốt lửa rồi ngồi thiền bên đống lửa. Đây được gọi là thiền lửa, một bài tập yoga cổ xưa được cho là có thể làm sạch tâm trí, giúp cơ thể thoát khỏi những phiền muộn và thanh lọc tâm hồn. Gỗ cháy trong lửa tượng trưng cho dục vọng của thân xác, ngọn lửa tượng trưng cho trí tuệ và trong sạch. Việc ngồi thiền quanh ngọn lửa đang cháy có thể giúp hành giả đi sâu hơn vào trạng thái thiền định bằng cách đốt cháy những cảm xúc tiêu cực và lo lắng để đạt được sự cân bằng và hài hòa bên trong. Đến khoảng 9 giờ tối, vị yogi này đưa phóng viên đến một hang động và tiếp tục đốt lửa trại và tiếp tục ngồi thiền. Còn người phóng viên, sau một ngày mệt nhọc theo chân vị yogi này đi khắp nơi, đã sớm chìm vào giấc ngủ. Vị yogi suốt đêm đều giữ tư thế ngồi thiền không nhúc nhích. Không ai biết ông đang ngồi thiền hay đang ngủ. Đến 6 giờ sáng hôm sau, người phóng viên thức dậy và thấy rằng vị yogi này không còn trong hang nữa. Anh liên tục gọi nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ ông. Cuối cùng người phóng viên không còn cách nào khác là phải ra khỏi hang. Anh đã tìm kiếm vị yogi này rất lâu trong rừng. Cuối cùng phóng viên cũng tìm thấy ông ấy trong lúc đang ngồi thiền trên ngọn cây. Nhiếp ảnh gia đã điều khiển flycam lên ngọn cây để chụp lại hình ảnh của vị yogi và may mắn rằng họ cũng ghi lại được cảnh tượng cực kỳ hiếm hoi này. Sau vài giờ ngồi thiền trên ngọn cây, vị yogi đã di chuyển từ trên cây xuống từ độ cao 50 mét. Khi xem lại video được phát trên đài truyền hình, mọi người đều cho rằng ông ấy khó có thể xuống được. Tuy nhiên, vị yogi đã có thể leo xuống một cách rất nhẹ nhàng và thuần thục, giống như những động tác này đã được lặp đi lặp lại hàng ngày. Ông ấy cũng bắt đầu truyền dạy phương pháp luyện tập yoga đó cho phóng viên. Và dưới sự giảng dạy của ông, người phóng viên đã cảm thấy nóng bừng cả người sau khi tập luyện được khoảng 15 phút. Phóng viên này đã không khỏi kinh ngạc trước khả năng kỳ diệu của thiền định mang lại. Sau đó cả hai người bắt đầu xuống núi.
vị Yogi leo xuống một cách rất nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã bỏ xa phóng viên. Người phóng viên phía sau đã bị vướng không thể di chuyển được, chỉ đành gọi vị Yogi lại giúp đỡ. Cũng giống như người phóng viên từng gặp vị hành giả thiền trên núi tuyết, rất khó để có cơ duyên gặp gỡ. Mặc dù sự thật là họ chủ động đến tìm những vị thiền sư này, nhưng không phải ai cũng may mắn tìm được. Và chính nhờ sự may mắn của họ, chúng ta mới có dịp biết đến những nhà tu hành này. Những ngày ngắn ngủi này là một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa đối với người phóng viên. Đó là một trải nghiệm rất ý nghĩa về cuộc sống và niềm tin. Trong quá trình đó, anh ấy cảm nhận được sự bình an và sức mạnh nội tâm, đồng thời cũng hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Vị Yogi ấy đã mang đến cho anh sự giác ngộ và những hiểu biết sâu sắc. Anh nhận ra rằng thiền cũng là một phương pháp giúp thay đổi nhận thức cũng như hành vi, tư duy con người theo hướng tích cực, lạc quan. Dù rất tiếc nuối, nhưng sau cùng thì phóng viên cũng phải quay trở về với cuộc sống thực tại. Chỉ có vị Yogi vẫn tiếp tục hành trình tu tập của mình ở Himalaya. Hy vọng những chia sẻ của Tâm Linh Cuộc Sống sẽ mang đến cho các bạn nguồn năng lượng tích cực. Ông lão tu hành nhập thất 50 năm trong hang động để thú tội vì trong quá khứ đã làm rất nhiều điều xấu. Đây là Baima Dorji. Ông là một trong số ít những hành giả tuyệt vời cuối cùng của kỷ nguyên này, khi được rất nhiều người biết đến với sự thực hành thiền định mạnh mẽ của mình. Những người đã từng gặp hoặc được biết đến ông đều nói rằng Baima Dorji là một người có nhiều khả năng thần bí. Dân làng nơi đây cũng chắc chắn rằng ông Baima Dorji có thể sử dụng sức mạnh thần bí của mình để bảo vệ mùa màng của mọi người khỏi những thảm họa thiên nhiên như tuyết hay mưa đá. Trước đó, ông Baima Dorji đã có khoảng thời gian dài 50 năm để một mình ẩn cư tu hành trong một ngọn núi thánh. Ông ấy rất khiêm tốn và hiếm khi xuất hiện để trả lời phỏng vấn, nên có rất ít thông tin về ông trên các phương tiện truyền thông. Hình ảnh hiếm hoi trên video này là lần xuất hiện đầu tiên và duy nhất của ông ấy. Video quý giá về cuộc phỏng vấn của ông Baima Dorji này là của một chàng trai đến từ một quốc gia phương Tây. Anh ấy đã cố gắng thuyết phục ông để cho mình ghi hình sau khi được nghe ông chia sẻ về tiền kiếp của mình. Bởi đây có thể xem như một thước phim tư liệu quý giá, truyền tải thông điệp tích cực đến mọi người. Vị hành giả này đã kể lại rằng, khi quán về tiền kiếp, ông đã nhìn thấy mình là một thợ săn và làm rất nhiều điều xấu xa, chỉ với mục đích nuôi sống cả gia đình mình. Những sự việc của tiền kiếp lần lượt hiện ra trước mắt. Ông thấy mình đã đuổi bắt nhiều loài động vật, làm hại đến vô số sinh mạng và chia rẽ gia đình của chúng. Khi những con thú mẹ bị bắt và sát hại, để lại vô số con non dần cạn kiệt sức lực vì không có nguồn cung cấp thức ăn. Còn rất nhiều ác nghiệp mà ông Baima Dorji đã tạo ra trong kiếp trước khi dùng bạo lực để moi tiền của dân làng, đàn áp họ và thậm chí lấy mạng của họ. Ở kiếp này, ông ấy cũng dần nhận ra rằng hành động của mình trong tiền kiếp đã gây ra quá nhiều đau khổ cho tất cả chúng sinh. Điều này khiến ông ấy cảm thấy hối hận và vô cùng tội lỗi. Loài vật cũng như con người, dù ở tầng lớp nào đều có cảm xúc và cảm giác mưu cầu sự sống như nhau, cũng có cảm giác sợ hãi, đau đớn và sân hận khi bị cướp đoạt mạng sống. Thế nhưng sự tham lam để thỏa mãn nhu cầu của mình đã che lấp trí tuệ, khiến ông Baima Dorji trở nên tàn nhẫn. Vì muốn bù đắp những nghiệp ác mà mình đã gây ra ở kiếp trước, nên ông đã từ bỏ cuộc sống của một người bình thường và chọn con đường tu hành, thực hành thiền định và cầu phước cho chúng sinh để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ. Ông Baima Dorji nhận ra việc thực hành thiền định để có một trái tim nhân hậu của chính mình và mang lại lợi ích cho tất cả chúng sinh rất quan trọng. Vì thế, ông đã đến một hang động tách biệt với thế giới bên ngoài, một mình nhập thất tu tập trong 50 năm. Trong khoảng thời gian bế quan này, hàng ngày ông sẽ phải tự tìm thức ăn, cũng đối mặt với nhiều khó khăn thử thách. Nhưng bằng ý chí mạnh mẽ và kiên định của mình, ông đã dần dần vượt qua những thử thách ấy. Vấn đề khó khăn lớn đầu tiên trong quá trình tu tập mà ông phải đối mặt đó là vấn đề về nguồn thức ăn hàng ngày. Vì muốn tách biệt với thế giới bên ngoài để chuyên tâm tu hành, ông Baima Dorji chọn vị trí tu hành cách xa nơi ở của con người, nên không thể có được nguồn cung cấp thực phẩm thường xuyên. Trong điều kiện thiếu thốn này, ông phải tự mình học cách tìm kiếm thức ăn từ tự nhiên, sử dụng thực phẩm từ những loại thực vật hoang dã và cỏ cây để duy trì sự sống. Song song đó, ông cũng dùng thiền định để giảm bớt sự phụ thuộc vào thức ăn, học cách điều chỉnh trạng thái của cơ thể và tâm trí để đáp ứng sự khan hiếm của thực phẩm. Khó khăn thứ hai mà ông ấy phải đối mặt đó là những thử thách từ thời tiết do các thảm họa thiên nhiên xảy ra thường xuyên tại nơi này như bão tuyết hay mưa đá. Trên đỉnh núi này, thời tiết thường xuyên thay đổi đột ngột và vô cùng khắc nghiệt. Đôi khi trong cái lạnh cắt da cắt thịt của bão tuyết,
ông Bai Ma đôi khi còn có thể gặp phải những cuộc tấn công của gấu hoặc báo tuyết. Nhưng ông không cảm thấy sợ và cũng không làm hại đến chúng. Nhờ trí tuệ và lòng từ bi của mình, ông đã tìm ra nhiều cách để giải quyết được những mối nguy hiểm tiềm tàng từ những loài thú hoang này. Trong khoảng thời gian 50 năm này, ông Bai Ma Đô Chi đã trải qua vô số thử thách khắc nghiệt của cuộc sống và cả những thử thách trong nội tâm của mình. Tuy nhiên, đối mặt với những sai trái và lỗi lầm trong tiền kiếp của mình, ông đã không trốn tránh mà chọn cách dũng cảm đối mặt và chấp nhận. Bởi Phật giáo không dạy chúng ta cách trốn tránh lỗi lầm mà phải đối diện, dùng nhận thức và trí tuệ cùng lòng từ bi để chuyển hóa, tạo ra sức mạnh từ lòng ăn năn sám hối để sửa chữa sai lầm. Ông Bai Ma Đô Chi đã làm được như thế. Ông ấy đã bình tĩnh đối diện và suy ngẫm lại quá khứ, sửa đổi hành vi hiện tại và thái độ của mình đối với cuộc đời, để dần dần nuôi dưỡng tấm lòng từ bi và trí tuệ giác ngộ của mình. Trong những lời chia sẻ của mình, ông Bai Ma Đô Chi đã nói với du khách rằng việc thực hành là rất quan trọng bởi cuộc sống này vô thường. Ông ấy nhận ra thực hành là sự thức tỉnh sâu sắc về cuộc đời và con người. Trong mỗi con người chúng ta luôn có xu hướng rơi vào sự kiên trì theo đuổi thế giới phù phiếm bên ngoài và dục vọng của chính mình mà bỏ qua vô thường và những thay đổi nhanh chóng của cuộc sống. Sau 50 năm nhập thất tu hành, ông Bai Ma Đô Chi hiểu rằng mỗi người không có nhiều thời gian trong cuộc sống để lãng phí. Mọi giây phút nên được sử dụng để nuôi dưỡng lòng từ bi, trí tuệ và thức tỉnh từ trong trái tim của chính mình. Điều đặc biệt hơn là ông tin rằng đối với các học viên và những người vừa bắt đầu thiền định thì ngủ và thư giãn cũng nên là một phần của thực hành, vì tu tập là sự rèn luyện nội tâm liên tục, nó yêu cầu sự tỉnh táo và liên tục tập trung. Ý nghĩa của tử tu, theo ông Bai Ma Đô Chi nghĩ là mọi thứ đều vô thường, bao gồm mọi hiện tượng của cuộc sống và thế giới. Những người muốn thực hành thiền trước tiên là phải cố gắng vượt qua khỏi sự chấp trước và thế tục, nhận ra sự vô thường của mọi hiện tượng và đối xử với tất cả chúng sinh bằng trí tuệ và lòng từ bi. Ông Bai Ma Đô Chi nói rằng, việc tu tập không chỉ là tu thân mà còn để giúp người khác thoát khỏi đau đớn và khổ nạn trong đời, đưa họ đến giải thoát và hạnh phúc. Sau những giây phút chia sẻ về suy nghĩ và kinh nghiệm của mình, ông Bai Ma Đô Chi cũng khiêm tốn nói với chàng trai đang phỏng vấn mình rằng ông không còn nhiều điều để nói, bởi ông chỉ là một ông lão già nua, không có trình độ cao. Ông không từng được học nhiều kiến thức. Những gì ông nói, đó chỉ là những chia sẻ xung quanh cuộc sống của mình, những gì ông đã nhận ra sau quá trình hơn 50 năm nhập thất. Tuy nhiên, ông rất muốn từng ngày được đến gần với sự giác ngộ hơn. Mặc dù ông Bai Ma Đô Chi đã già, nhưng vẫn miệt mài trên con đường tu tập để mong tiến gần hơn với cõi giác ngộ. Vào tháng 1 năm 2014, ông Bai Ma Đô Chi đã từ giã cõi trần. Thân xác ông nằm yên lặng trang nghiêm, khuôn mặt điềm tĩnh như đang ngủ, nhưng tinh thần của ông sẽ sống mãi trong lòng mọi người. Ông Bai Ma Đô Chi đã chọn nhập thất 50 năm để có thể rửa sạch tội lỗi của lòng tham từ tiền kiếp, và dùng sự từ bi trí tuệ của mình để tiếp tục dẫn dắt mọi người tiến về phía trước. Vị hành giả tuyệt vời này tựa như ánh sáng trên con đường tu tập của những thiền sinh khác, để họ theo đuổi sự hài hòa nội tâm, trí tuệ và lòng trắc ẩn trong cuộc sống của họ. Người mẹ già gặp lại con trai đi tu hơn 10 năm, nghẹn ngào không nói nên lời. Một bà lão đã vượt qua những con đường đầy khó khăn hiểm trở, trên dãy Himalaya hùng vĩ, đi đến một ngôi đền nhỏ với mong muốn gặp lại con của mình, bởi con trai bà xuất gia tu hành đã lâu và đã trở thành một thiền sư. Đây là lần đầu tiên bà được nhìn thấy con mình suốt gần một thập kỷ qua. Khi vừa thấy bóng hình quen thuộc của con trai, bà đắp chắp tay và liên tục cúi đầu đảnh lễ với ông ấy. Người mẹ với giọng điệu đầy háo hức và vui mừng, đến mức không thể kiềm nén được cảm xúc của mình. Nước mắt bà bắt đầu tuôn trào, và mặc cho bản thân đã già yếu, bà vẫn cương quyết quỳ xuống để hành lễ, tiến gần hơn đến vị thiền sư, với hy vọng nhận được phước lành từ ông ấy. Vị thiền sư với tình yêu thương của mình đã dùng một chiếc khăn khata màu trắng của mình quàng lên cổ bà lão, tiếp tục ban những lời cầu phúc cho bà ấy. Bởi khăn khata màu trắng là cao quý nhất, tượng trưng cho sự thuần khiết và cao thượng. Hành động này của ông như muốn cảm ơn người mẹ đã không quản ngại khó khăn để nuôi nấng mình trưởng thành, luôn hy sinh giúp đỡ để ông có thể yên tâm thực hành tu tập. Bằng một giọng nói ân cần ấm áp, bà lão với đôi mắt rưng rưng, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má nhăn nheo, nhuốm màu thời gian. Giọng bà cũng trở nên nghẹn ngào. Hơn 9 năm dài trôi qua, bà đã rất mong có thể một lần được gặp lại người con trai của mình. Bây giờ điều ước ấy cuối cùng cũng đã trở thành sự thật.
Tuy có rất nhiều tâm sự muốn giải bày, nhưng bà lại không thể nói nên lời. Chỉ có thể thông qua biểu cảm trên gương mặt để nước mắt cùng hành động để bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn. Ở tuổi gần đất xa trời, người mẹ ấy biết rằng có thể đây là lần cuối cùng hai mẹ con bà được gặp nhau, bởi người con trai sẽ tiếp tục cuộc hành trình tu luyện của một thiền sư, tiếp tục sử dụng sức mạnh của trí tuệ nội tâm của mình để truyền lại cho nhiều người khác, giúp họ có một cuộc sống hòa bình và ổn định hơn. Hơn 10 năm trước, vị thiền sư lúc đó tên là Nyichasi đã kết hôn với một người phụ nữ cùng làng. Cuộc sống cứ yên bình trôi qua cho đến khi vợ ông mang thai được 6 tháng, thì Nyichasi lại đột nhiên đưa ra một quyết định khiến tất cả mọi người trong gia đình cảm thấy kinh ngạc. Ông cương quyết rời xa gia đình, đi đến một nơi xa xôi hẻo lánh tự mình tu tập, để lại vợ con cho người em trai của ông chăm sóc. Bởi vì tại làng quê ông có một phong tục, đó là chế độ đa phu. Chế độ này cho phép những anh em có chung huyết thống lấy cùng một vợ. Sở dĩ phong tục đa phu tồn tại là bởi vì hôn nhân ở đây không phải chỉ dựa vào chuyện tình cảm lãng mạn, mà còn phải giải quyết được vấn nạn trong cuộc sống khó khăn tại vùng đất này. Ngôi làng họ đang sống có diện tích đất nông nghiệp khan hiếm cùng điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Vì nếu mỗi người con trai trong gia đình đều lấy một người vợ thì phải chia một phần đất rất nhỏ, không đủ để canh tác. Do đó, việc một người phụ nữ có thể lấy nhiều chồng, thường là anh em ruột trong gia đình, được cho là để giải quyết vấn đề này. Bên cạnh đó, chế độ đa phu còn được cho là để khắc phục được vấn đề về dân số tại đây. Khi một người phụ nữ lấy nhiều chồng thì số con cái mà họ sinh ra sẽ ít hơn so với một người đàn ông có thể lấy nhiều vợ. Điều kiện ở làng quê họ thời điểm đó rất khắc nghiệt. Sự sống còn và cuộc sống của những người con nơi đây phải chịu nhiều áp lực rất lớn. Mọi người nhận ra rằng chỉ thông qua sự đoàn kết, cùng nhau chia sẻ trách nhiệm mới có thể khiến cuộc sống của họ trở nên dễ dàng hơn. Thực sự đối với vị thiền sư lúc đó thì việc chạy trốn khỏi quê nhà là một quyết định rất khó khăn. Một phần vì tâm nguyện được tu tập, một phần vì ông ấy muốn rời bỏ trách nhiệm cá nhân và mái ấm gia đình để những người ở lại có cuộc sống tốt đẹp hơn. Sau khi rời khỏi nhà, ông đã đi đến một ngôi nhà đổ nát nằm trên một ngọn đồi hẻo lánh để bắt đầu hành trình tu tập của mình. Vì nơi này nằm tách biệt với thế giới bên ngoài nên ông có thể hoàn toàn tập trung vào việc tu hành của mình. Hành trang lúc đó của ông không có gì ngoài vài bộ quần áo. Thậm chí ông hoàn toàn không tìm được bất cứ một nguồn cung cấp thức ăn và nước uống nào cho mình. Ở độ cao của khu vực này, mỗi năm sẽ có 4 hoặc 5 tháng tuyết rơi dày đặc bao phủ toàn bộ ngôi nhà nhỏ của ông. Nhiệt độ xung quanh thường xuyên giảm xuống dưới 0 độ C, thời tiết cực kỳ giá lạnh. Hàng ngày vị thiền sư chỉ ăn một quả ớt cùng một ít muối để có thể sống sót và giữ ấm thân người. Nhưng chính lối sống điều độ và kỷ luật được ông rèn luyện qua một thời gian dài đã giúp ông có nhiều thời gian tu hành, tập trung khám phá sức mạnh nội tâm để nâng cao tinh thần của chính mình. Thời gian tu tập thiền định của ông ấy ngày càng tăng và sự xuất hiện của ông ở vùng núi non hẻo lánh này ngày càng thu hút sự chú ý của mọi người. Sự thực hành tâm linh và trí tuệ của ông đã được lan truyền khắp nơi. Những người dân khu vực này thường nhắc về ông nhiều đến mức ngày càng có nhiều người bị thu hút bởi sự tu tập của thiền sư. Họ cũng cảm động bởi ý chí và quyết tâm của ông. Mọi người còn mang cho ông ấy thức ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm. Những thanh niên trai tráng còn cùng nhau đến sửa chữa lại căn nhà rột nát ông đang ở, để vị thiền sư có cuộc sống thoải mái, đảm bảo sức khỏe cho việc tập trung tu hành. Tại nơi tu hành của mình, vị thiền sư sẽ tổ chức hướng dẫn các học viên một vài khóa tu theo thời gian. Một số khóa tu ngắn hạn, cũng có những khóa tu kéo dài đến vài năm. Trong khoảng thời gian nhập thất, ông sẽ ở trong ngôi nhà và không bao giờ bước chân ra khỏi đó. Ngay cả khi những học viên mang đồ tiếp tế đến, ông ấy cũng yêu cầu họ chỉ cần để ở ngoài cửa. Những lúc này, thay vì trực tiếp gặp gỡ những học viên, ông ấy lại không bao giờ nói chuyện với bất cứ ai. Nếu bắt buộc phải giao tiếp, ông sẽ ghi ra một tờ giấy. Mỗi khi thiền sư đi đến một ngôi làng, những người dân tại đó sẽ tiếp đón ông một cách nồng nhiệt. Mọi người đổ xô đến, hy vọng có thể được tiếp xúc trực tiếp với thiền sư và được ông ấy ban phước lành. Bởi tất cả họ đều ngưỡng mộ vị thiền sư vì sự thực hành tâm linh sâu và trí tuệ sáng suốt của ông. Sự hiện diện và phước lành của ông ấy đã tiếp thêm cho mọi người hy vọng và can đảm, mang lại sự an ủi tinh thần và sức mạnh cho tất cả dân làng. Cả làng xoay quanh ông thành một vòng tròn và hành lễ. Một bầu không khí tôn kính tràn ngập khắp ngôi làng.
Tất cả mọi người đều muốn nhận được từ ông sự nuôi dưỡng và sự hướng dẫn tinh thần. Sau những giây phút ngắn ngủi được gặp gỡ với mẹ của mình, vị thiền sư lại phải chia tay bà. Cuộc hội ngộ cảm động này đã giúp mọi người cùng nhau hồi tưởng về khoảng thời gian đã qua và những thăng trầm của cuộc sống. Mẹ của ông nói rằng mình đã già, bây giờ có thể gặp lại được con trai mình sau nhiều năm xa cách, cũng xem như cuộc đời không còn gì để hối tiếc. Có rất nhiều ý kiến khác nhau về quyết định và hành động của vị thiền sư. Nhiều người trong chúng ta có thể không hiểu rõ ông, nhưng cũng nên tôn trọng quyết định của ông ấy. Bởi đối với những người dân nơi đây, ông là một người rất thánh thiện, rất hạnh phúc, luôn hài lòng với cuộc sống hiện tại mà không hề sợ hãi. Tuy thiền sư có một cuộc sống đơn giản, không có gì trong tay, nhưng thực sự ông lại là người rất giàu có. Bởi cuộc sống của ông không vướng mắc, không giận hận, hoàn toàn tự do và mãn nguyện. Tài sản lớn nhất của ông chỉ có tình yêu và lòng trắc ẩn. Ông đã mang nhận thức cùng những trải nghiệm của mình trong suốt khoảng thời gian tu hành để hướng dẫn, ban phước lành và giúp đỡ mọi người có thêm niềm tin vào cuộc sống bằng sức mạnh nội tâm của chính mình. Chuyến hành hương của một nhóm nữ tu kéo dài hơn 240 ngày. Tây Tạng là một vùng đất mà có lẽ chính sự khắc nghiệt đã khiến nó trở nên bí ẩn. Tại đây, con người sẽ được tách khỏi cuộc sống ồn ào để hòa mình vào không khí yên bình và thanh tịnh nơi đất Phật. Trên vùng đất rộng lớn này, có một nhóm các tỳ kheo ni theo một lộ trình hành hương để đi đến vùng đất Lhasa. Đoàn người đang cùng nhau đi về phía trước và thực hành những nghi lễ một cách ngoan đạo. Cứ bước ba bước một vái sát mặt đất để cầu nguyện. Hành trình tưởng chừng như đơn giản ấy đã kéo dài suốt hơn 240 ngày. Động lực và niềm tin nào để những ni sư có thể hoàn thành chuyến hành trình lớn này? Đừng quên cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết video ngày hôm nay. Buổi hành lễ long trọng với những nghi thức cổ này diễn ra âm thầm lặng lẽ với một động tác tam bộ ngũ thể nhập địa được lặp đi lặp lại. Nghĩa là sau ba bước chân chánh niệm là một lần đỉnh lễ nằm vóc sát đất. Đây là một phương cách để người Phật tử và các vị hòa thượng xuất gia bày tỏ lòng tin sâu vào Tam Bảo hoặc quyết tâm theo đuổi một hạnh nguyện của mình. Quan trọng hơn hết là rèn luyện ý chí, lòng khiêm cung, sự nhẫn nại qua sự hành trì vô cùng khó khăn vất vả. Đây được xem là một nghi thức ý nghĩa giúp tiêu trừ nghiệp chướng, phát triển thiện căn, mang đến sự an lạc về thể chất và tinh thần. Gương mặt của những tỳ khưu ni này không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, không thể nhìn thấy bất cứ sự mệt nhọc vất vả nào trên khuôn mặt của họ, cũng không có sự vui vẻ hân hoan, mà chỉ có một cái nhìn yên bình như bầu trời xanh của Tây Tạng, bình yên và không tì vết. Những vị tỳ kheo ni này đã hành lễ suốt 8 tháng và đích đến của họ chỉ còn 5 km cuối cùng. Khí hậu nơi này rất khắc nghiệt do nhiệt độ trung bình rất thấp, vào ban đêm có khi xuống dưới 0 độ C. Thêm địa hình cao nên mật độ oxy khá loãng. Một người khỏe mạnh bình thường nếu đi bộ một quãng đường dài cũng sẽ cảm thấy rất vất vả. Nhưng những tỳ kheo ni này đã đi được một quãng thời gian dài. Trên đường hành hương, thỉnh thoảng họ sẽ cùng nhau ăn uống và nghỉ ngơi dọc đường đi. Với sự kiên trì theo đuổi niềm tin bên trong tâm hồn mình, những vị tỳ kheo ni này không hề cảm thấy khổ cực hay sợ hãi. Trong suốt quãng đường đi, cho dù đó là đoạn đường đầy cát đá hay ngập tràn băng tuyết, tất cả họ đều vẫn thực hiện nghi lễ tam bộ ngũ thể nhập địa, nằm dài trên mặt đất, người trườn về phía trước và không hề bỏ sót đoạn đường nào. Mặc dù con đường hành hương của các vị tỳ kheo ni này không phải lúc nào cũng bằng phẳng, nhưng họ vẫn cố gắng vượt qua những địa hình gập ghềnh khó khăn này mà không chút do dự. Thỉnh thoảng lòng bàn tay và đầu gối của họ chảy xước đến rớm máu do phải quỳ sát đất và hành lễ trên những đoạn đường gồ ghề. Một số người còn có vết bầm tím trên trán do đầu va chạm xuống nền đất cứng. Nhưng điều này lại mang đến cho họ niềm vui và sự vinh hạnh, nên nỗi đau thể xác không còn quan trọng. Những người dân tại đất nước này nói rằng một người Tây Tạng ít nhất cũng phải bái lạy được 100.000 lần trong đời với nghi thức bái lễ độc đáo này. Ngoài việc tập trung vào việc thực hành nghi lễ, hàng ngày những vị tỳ kheo ni này sẽ dành ra một ít thời gian để ăn uống, nghỉ ngơi và cùng nhau cầu nguyện. Những người bình thường sẽ nguyện cầu nhằm mục đích để trở nên giàu có và nổi tiếng hay một lợi ích khác cho bản thân mình. Tuy nhiên, những vị tỳ kheo ni này cầu nguyện không phải vì lợi ích cá nhân mà vì sự bình yên và hạnh phúc của cả nhân loại. Trước hết là những người dân Tây Tạng.
Bởi nghi lễ tam bộ ngũ thể nhập địa này chính là một hạnh tu để chế ngự chính mình, không để cho cảm giác vật chất cũng như các giác quan của mình khơi dậy những ham muốn tầm thường. Nếu có cơ hội được chứng kiến tận mắt, mọi người sẽ không tránh khỏi cảm giác xúc động mãnh liệt khi nhìn thấy một nghi thức đầy trang trọng và thành kính này. Trong thế giới hỗn loạn hiện tại, họ hy vọng có thể đạt được sự bình yên từ sâu trong tâm hồn của mình để vượt ra khỏi sự ham muốn và ám ảnh tầm thường về vật chất. Những vị tỳ kheo ni này đang cố gắng đạt được một mức độ hòa bình sâu sắc để tìm kiếm sự tĩnh lặng trong nội tâm, thoát khỏi những tranh chấp và lo lắng trên thế gian. Họ đặt nỗi đau và sự đau khổ của tất cả chúng sinh trong trái tim mình. Với sự kham nhẫn chịu đựng mọi khó khăn thử thách để rèn luyện và mài dũa mình, nhất tâm kiền thành cầu nguyện Đức Phật minh chứng để cầu mong cho tất cả chúng sinh tìm được hạnh phúc và giải thoát. Đây không phải là phát nguyện vì cá nhân họ, mà để nguyện cầu theo đúng tinh thần của Phật giáo là lòng từ bi. Làm việc gì cũng nghĩ đến chúng sinh, đem công đức phước lành mình có trong việc làm đức hạnh này để gửi đến và cầu nguyện cho chúng sinh. Hành trang của những tỳ kheo ni này gói gọn trong 3 chiếc xe đẩy với một số nhu yếu phẩm đơn giản cần thiết cho cuộc sống. Dọc đường đi, họ cũng được những người dân địa phương bố thí một số thức ăn hàng ngày như để giúp họ tiếp thêm sức mạnh. Mỗi khi thấy mệt và đói, họ sẽ dừng lại bên đường. Thức ăn của những vị tỳ kheo ni này chỉ là một số ngũ cốc hoặc rau được chế biến nhanh và đơn giản, bởi họ không mang theo nhiều dụng cụ nấu nướng. Họ không cần quan tâm lắm món ăn có ngon hay không, chỉ cần vài món ăn nhẹ đủ để giữ sức cho sức khỏe của họ được ổn định, giúp những tỳ kheo ni này tiếp tục cuộc hành trình xa xôi ngàn dặm. Những vị tỳ kheo ni này cùng nhau đi về đích đến của mình bằng cách thay phiên nhau kéo xe. Những người còn lại sẽ thực hành nghi lễ. Và cứ cách khoảng 1 hoặc 2 km lại có người khác đến thay thế. Ngay cả khi tất cả mọi người đều mệt mỏi, họ vẫn kiên trì tiến về phía trước mà không hề nao núng hay phản nàn. Vào mỗi đêm, khi những vị tỳ kheo ni cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức, họ sẽ tập trung cùng nhau dựng một cái lều đơn sơ bên đường để tránh mưa gió. Điều nguy hiểm duy nhất là những khi mưa gió thổi mạnh hơn một chút, những chiếc lều sơ sài này sẽ có nguy cơ bị tốc mái bất cứ lúc nào. Họ còn có nhiều nguy cơ gặp phải thú dữ. Tuy nhiên, những tỳ kheo ni này không hề lo lắng hay sợ hãi, bởi họ rất tin vào sức mạnh nội tại của chính mình. May mắn là cả một hành trình dài, ngoại trừ những vết thương ngoài da lúc thực hành nghi lễ, họ rất ít gặp phải bệnh tật và thú dữ. Cuối cùng, sau hơn 8 tháng bắt đầu hành trình khó khăn gian khổ, những vị tỳ kheo ni này cuối cùng đã đặt chân lên vùng đất Lhasa, nơi được xem là thủ phủ của vùng đất linh thiêng Tây Tạng, với những đền chùa to lớn, uy nghiêm, lúc ẩn lúc hiện trong những đám mây trắng khổng lồ. Khi được tận mắt nhìn thấy chùa Yokhang, trong lòng họ đều tràn ngập niềm vui và sự biết ơn. Trước khi đến Lhasa, mỗi lúc bắt đầu hành lễ, họ đều dùng tất cả tấm lòng của mình để thành tâm, gửi vào lời cầu nguyện đến vùng đất Lhasa linh thiêng. Cuối cùng cũng đã được tận mắt nhìn thấy thánh địa này. Lhasa được biết đến là một nơi truyền thống của các đức Đạt Lai Lạt Ma và được xem là nơi có nhiều trung tâm Phật giáo linh thiêng nhất Tây Tạng. Những vị tỳ kheo ni này cảm thấy rất vinh hạnh khi được đắm mình trong ánh sáng thiêng liêng với một trái tim tràn đầy bình yên và trang nghiêm. Cuối cùng họ cũng đã đạt được mục tiêu gian khổ và cao cả. Suốt quãng đường hành hương đã chứng tỏ được sức mạnh của sự bền bỉ và niềm tin của các vị tỳ kheo ni này. Trải qua một cuộc hành trình khó khăn gian khổ, họ không chỉ thực hiện được ước muốn của mình mà còn tìm thấy sự yên bình và trí tuệ trong tâm trí. Đây thực sự là một cuộc hành trình truyền cảm hứng của những người phụ nữ dũng cảm. Nó có thể là động lực để những tỳ kheo ni này và những người khác tiếp tục dùng niềm tin và lòng trắc ẩn của mình quay trở lại thế giới thực tại, mang theo niềm hy vọng và sự an ủi cho tất cả chúng sinh. Ni sư nhiều năm canh giữ tu viện bí ẩn nằm treo leo trên vách đá tại Nepal. Ở một nơi xa xôi hẻo lánh của đất nước Nepal, có một tu viện bí ẩn và nằm tách biệt với thế giới bên ngoài. Đó chính là tu viện Nuri Gompa. Đây được xem là một nơi đặc biệt bởi chỉ có một vị tỳ kheo ni sống và tu hành tại tu viện này. Dù là mùa đông lạnh giá hay mùa hè nóng bức, bà cũng chỉ một mình kiên trì canh giữ tu viện. Nhiều người nghĩ rằng có lẽ bà ấy sẽ rất cô đơn và buồn tẻ. Tuy nhiên, vị tỳ kheo ni này cho biết mình không cảm thấy cô đơn một chút nào, bởi đây là một nơi rất tốt để thực hành thiền định.
bà cảm thấy mình phải nhận trách nhiệm bảo vệ và duy trì tu viện như chính ngôi nhà của mình. Công việc hàng ngày của bà là dâng hương và tụng kinh, thầm khấn nguyện những lời Phật dạy trong kinh sách. Luri Gompa là một trong những tu viện nổi tiếng nhất Nepal, nằm trên mỏm đá cách mặt đất khoảng 100 mét, với kiến trúc sử dụng các cột trụ bằng đá tự nhiên. Tu viện này tọa lạc dưới chân dãy núi Himalaya hùng vĩ và được bao quanh bởi những ngọn núi tuyết sừng sững, những triền dốc và dòng sông băng tráng lệ. Cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ này trở thành một phần trong khung cảnh độc đáo của tu viện. Do đặc điểm vị trí nằm trong khu vực hẻo lánh cùng lối đi quanh co, khiến những phương tiện giao thông không thể đến được. Thêm việc nơi này cách xa địa điểm du lịch khác, nên tu viện Luri vẫn còn giữ nguyên nét hoang sơ mộc mạc vốn có. Những vị khách hành hương muốn đi đến tu viện này phải đi bộ một quãng đường khá dài, băng qua các ngọn đồi gồ ghề, thung lũng và những con sông. Cảnh quan nơi đây không giống bất cứ nơi nào trên khắp Nepal. Những hẻm núi sâu được tạo thành bởi sông Kali Gandaki. Các hình ảnh kỳ lạ được khắc trên đá và trên vách đá dựng có rất nhiều hang động cổ xưa. Những hang động này nằm treo leo trên vách đá gần như bất khả xâm phạm, từng là nơi để sinh sống và chôn cất của nhiều người dân nơi đây. Thời tiết trong khu vực này rất khắc nghiệt, ban ngày sẽ ngập tràn nắng nóng, nhưng đêm đến gió lạnh kèm theo tuyết lại bắt đầu xuất hiện. Vì vậy, để có thể hoàn thành chuyến đi khó khăn này, đòi hỏi một người cần phải có đủ thể lực và ý chí kiên cường cùng đam mê phiêu lưu khám phá. Tuy nhiên, khi đến được tu viện này, họ sẽ cảm thấy công sức mình bỏ ra không hề lãng phí. Bởi đây thực sự là một nơi có thể giúp họ tránh xa sự hối hả và nhộn nhịp trong cuộc sống thường ngày. Đây cũng là lý do mà rất nhiều người nói rằng nơi đây sẽ thu hút những người tìm kiếm sự yên tĩnh và mong muốn tu tập thiền định để đạt được sự bình yên trong nội tâm. Và vị tỳ khưu ni này là người đã có được điều đó. Theo truyền thuyết, khu vực này từng là một vương quốc Phật giáo độc lập. Vào cuối thế kỷ 18, vương quốc Mustang được sáp nhập vào Nepal và trở thành một phần của đất nước này. Nhưng đến năm 1950 mới thực sự từ bỏ quyền độc lập. Vì nằm ở vị trí biên giới quan trọng, nên cũng từ năm 1950, khu vực này không mở cửa cho những du khách nước ngoài, cho đến năm 1992 mới bắt đầu được mở cửa trở lại. Sự cô lập với thế giới bên ngoài trong suốt hơn 40 năm đã giúp nơi đây bảo tồn được những nét văn hóa và truyền thống cổ xưa. Tu viện Luri tại vùng đất bí ẩn này là một nơi thực hành quan trọng, thu hút rất nhiều học viên. Mỗi khi đến tu viện, họ sẽ tu nhập thất dài hạn. Vì thế, mỗi học viên sẽ mất một vài năm hoặc nhiều hơn thế cho quá trình tu tập của mình để theo đuổi sự thức tỉnh và bình yên của tâm hồn. Tuy nhiên, trong lịch sử thì tu viện Luri không phải lúc nào cũng là một nơi yên bình. Ở thời kỳ nội chiến của Nepal, những tu viện tại đây đã nhiều lần bị phá hủy và san bằng. Nhưng sau khi mọi thứ bắt đầu ổn định, các tu viện này đã ngay lập tức được sửa chữa hoặc xây dựng lại hoàn toàn. Sau khi vượt qua quãng đường khá quanh co khúc khỉu, những du khách bắt đầu đến được cánh cửa duy nhất dẫn vào tu viện. Không gian nơi đây sẽ gồm hai tầng nối liền nhau, và nếu du khách muốn lên được tầng thứ hai, phải bước lên một cầu thang bằng gỗ. Tuy nhiên, khi bước lên đến tầng thứ hai, du khách phát hiện rằng cánh cửa dẫn vào đã bị khóa và vị tỳ khưu ni duy nhất tại đây cũng không có ở đấy. Sau một thời gian tìm kiếm, du khách phát hiện ra bà cũng đang cùng những vị khách hành hương đang làm lễ và thành kính dâng hương ở tầng dưới. Khi vị tỳ khưu ni thấy có khách đến viếng thăm tu viện, bà ấy sẽ ngay lập tức chào đón họ với một sự quan tâm chân thành và bắt đầu giới thiệu cho họ biết về tu viện Luri. Tu viện này được xác định có từ khoảng thế kỷ thứ 14 hoặc thậm chí là trước đó. Vị tỳ khưu ni dẫn du khách đến một căn phòng và nói rằng đây là một kho báu, nơi được xem là trái tim của tu viện. Những du khách đều ngỡ ngàng khi nhìn thấy giữa căn phòng này là một bảo tháp giác ngộ cao 6 mét. Xung quanh tường được trang trí khá đẹp mắt bởi một loạt các bức tranh màu sắc tươi sáng và được vẽ với kỹ thuật tinh tế, khiến chi tiết và màu sắc của chúng trở nên thật tuyệt vời. Những bức tranh này miêu tả việc làm của các đại thành tựu giả Ấn Độ, đó là những vị nam nữ thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, đã để lại cho Phật giáo Bắc Ấn Độ một sự ảnh hưởng quyết định. Người ta nói rằng những đại thành tựu giả này nhờ thiền định và thực hành thâm sâu đã đạt được thần thông, nên có sức mạnh và trí tuệ phi thường. Một số bức tranh khác mô tả một thợ săn đang nghe lời dạy của Quán Thế Âm Bồ Tát về nghiệp sát sinh. Những dấu hiệu này là để đánh dấu thời gian về năm và tháng của các nhà sư trong tu viện cổ xưa.
Tu viện Luri thật sự là một nơi lý tưởng để mọi người có thể thư giãn, thiền định và suy ngẫm. Bởi môi trường yên tĩnh và bình yên, rất thích hợp cho những người tìm kiếm sự thấu hiểu tâm linh và sự thanh thản trong nội tâm. Sau khi đã giới thiệu chi tiết về tu viện, vị tỳ khưu ni cùng du khách sẽ bắt đầu thực hiện nghi thức đốt cây bách dù. Đây cũng là nghi thức được thực hiện hàng ngày tại tu viện Luri. Loại cây này mọc chủ yếu ở phía đông dãy Himalaya. Tinh dầu cây có mùi thơm nồng đặc biệt, còn được dùng trong các việc pha chế nước hoa hay làm thuốc an thần. Vị tỳ khưu ni cẩn thận đi chuẩn bị một ít gỗ cây bách dù. Vào những ngày thường, bà ấy sẽ đi gom những cây bách dù, sau đó phơi khô và đẽo nó thành nhiều mảnh, dùng để dự trữ. Những mảnh gỗ thơm này sẽ được bà đặt trong một lư hương để nó cháy từ từ và lan tỏa hương thơm đến mọi ngóc ngách. Toàn bộ ngôi đền đều thoang thoảng mùi hương độc đáo, tạo bầu không khí yên tĩnh, khiến những du khách và các học viên tu hành tại đây đều có cảm giác yên bình, hoàn toàn khác với nhịp sống nhộn nhịp hối hả thường ngày. Giống như sự hoang sơ và đơn giản nơi tu viện, đời sống của vị tỳ khưu ni này cũng dựa trên sự đơn giản và tiết chế. Ngay cả trong chế độ ăn uống hàng ngày của bà cũng vậy. Trong một gian bếp nhỏ, vị tỳ khưu ni sử dụng một bếp ga để nấu những món ăn đơn giản của mình. Bà chủ yếu ăn các loại rau cùng với cơm trắng mà không cần chế biến cầu kỳ. Hàng ngày, vào mỗi buổi bình minh và hoàng hôn, bà sẽ thả hồn trong không khí thiên nhiên tuyệt đẹp nơi đây, sau đó tiếp tục thực hành thiền định. Đối với những người may mắn được đến thăm tu viện Luri, thực sự là một cơ hội hiếm có để chứng kiến sự cô đơn nhưng không hề cô độc này. Bởi bà nói rằng, nhiệm vụ của mình là thực hành và hiến dâng để cầu bình an và phước lành cho tất cả mọi người. Với sự kiên trì và lòng sùng mộ của mình, vị tỳ khưu ni này như đã trở thành linh hồn của tu viện Luri. Tu viện này cũng đã trở thành một nơi nuôi dưỡng tinh thần, thu hút rất nhiều cuộc viếng thăm thầm lặng của những người mong muốn tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn. Nico lưu lạc bốn phương, đi khắp Tây Tạng và coi tất cả chúng sinh như con ruột của mình. Một số người nói rằng khi họ lần đầu tiên nhìn thấy bà ấy, trái tim họ đã tan chảy với sự thuần khiết và vẻ đẹp của bà. Vẻ đẹp ở đây không phải là vẻ đẹp bề ngoài, mà chính là nguồn năng lượng tích cực mà bà ấy mang lại. Không khó khăn nào có thể ngăn nổi bước chân của bà ấy. Đối với bà Ani Risang, tất cả chúng sinh đều quý giá như con của mình. Vì vậy bà ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn với người khác và sinh con. Bà ấy tên là Ani Risang, một nữ tu sống cuộc đời như bao nữ tu khác trên vùng đất Tây Tạng. Một nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn nổi tiếng Hamid Sara đã tiết lộ hành trình dài và gian khổ của Ani Risang. Một ni sư đã đi xuyên bộ qua vùng đất rộng lớn của Tây Tạng để đến một tu viện xa xôi qua một bộ phim tài liệu. Trên đường đi, bà ấy đã nghe được những lời minh triết từ những bậc thầy có nhiều kinh nghiệm tu hành. Bà Ani Risang cũng đã viếng thăm nhiều ngôi đền nổi tiếng. Theo một truyền thuyết lâu đời rằng, địa hình cao nguyên xứ Tây Tạng có hình dạng của một ma nữ đang nằm rất ác độc, chuyên ăn thịt người, nhằm trấn yểm và ngăn chặn thần lực của ma nữ La Sát tung tràn lên thế gian. Người Tây Tạng đã xây các tu viện Phật giáo tại những điểm yếu huyệt của con ma nữ này. Người ta nói rằng tuyến đường mà bà đang đi nhắm đến những tu viện yếu huyệt này. Điểm dừng chân đầu tiên của bà là thị trấn Nha Trân, điểm yếu huyệt trên vai của ma nữ, cũng là nơi tập trung của các bậc thầy yogi. Ani Risang ban đầu dự kiến đến thăm một bậc thầy yogi ở đây, nhưng không may người này đã qua đời vài tuần trước. Một số lượng lớn các tín đồ đã tập trung tại đây để bày tỏ lòng thương tiếc với bậc thầy yogi này. Và thế là bà Ani Risang vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình của mình. Trên đường đi, bà đã hái một vài loại hoa để ăn. Đây là một phương pháp kéo dài tuổi thọ của người Tây Tạng cổ xưa. Sau một quãng đường dài, bà Ani Risang đã đến được chùa Yokhang. Nơi đây có rất nhiều tu sĩ, nhưng bà cảm thấy nơi này không còn giống như một ngôi chùa, mà giống một trường đại học hơn, vì quy chế mới bắt buộc các tu sinh phải học tiếng Trung Hoa. Nhưng ni sư đã lớn tuổi, khó học ngoại ngữ như những người trẻ. Vì vậy sau một thời gian ngắn viếng thăm ngôi chùa này, bà Ani Risang đã rời khỏi Tây Tạng và tiếp tục hành trình đến chùa Sutta. Nơi này hiện có hơn 50.000 nhà sư tu học mỗi ngày, và bà được dẫn đến thăm một đạo sư ở đây. Vị đạo sư nói với bà rằng hiện nay ngày càng có nhiều người trở nên giàu có nhưng thiếu thốn về tinh thần.
hạnh phúc của một người phụ thuộc vào hạnh phúc của tất cả mọi người. Đây là cách một hành giả giác ngộ nhìn thế giới. Bà Annie Rysang quan sát thấy có khoảng hơn 10 nữ tu đang cùng nhau ngồi thiền trên đỉnh núi. Những người ở đây nói rằng họ đã thiền định tại đó trong một thời gian dài và có thể nhìn thấy được họ đã có sự thay đổi lớn. Trạng thái tinh thần trở nên rất điềm tĩnh so với trước đây. Bà Annie Rysang cũng theo chân họ đến vách đá để thiền định. Để vượt qua đoạn đường này, bà phải vượt qua một con sông lớn, những ngọn núi đầy bão cát và cuối cùng bà đã đến một hồ nước linh thiêng. Khi đến hồ nước này, bà ấy linh cảm rằng mình sắp được gặp một vị yogi tuyệt vời. Quả thật như vậy, vị yogi với bộ râu và tóc dài tự nhiên có phần xòe xòa trước mặt bà ấy, được dân làng gọi là vị thánh điên. Bà Annie Rysang đã xin ông ấy một số lời khuyên về thực hành tâm linh. Nhưng vị yogi này chỉ nói rằng cốt lõi của con đường này là coi tất cả chúng sinh như những đứa con của mình. Cả hai người cùng chìm vào không gian tĩnh lặng. Sau đó bà Annie Rysang đưa ra một vài câu hỏi, mong nhận được thêm lời khuyên từ ông ấy. Nhưng yogi đã nhắm mắt lại và không nói một lời nào. Sau đó vị yogi đưa Annie Rysang đến hồ nước và cùng nhau cúng dường. Ông đã nói với Annie Rysang rằng nếu bà không sở hữu bất kỳ vật nào có giá trị, thì họ sẽ có thể tưởng tượng viên đá như một viên kim cương mà cúng dường. Từng chút một, rồi cũng sẽ tạo nên một bức tường. Bây giờ dù bà chưa hiểu cũng không sao. Annie Rysang chỉ có thể từ từ hiểu mấu chốt thông qua lòng trắc ẩn của chính mình. Dù tâm là trống rỗng, nhưng nhận thức sâu sắc luôn hiện diện. Trong cuộc trò chuyện này, vị yogi đi trên tuyết bằng đôi chân trần của mình. Và trong suốt quãng đường đi, ông đã chia sẻ với Annie Rysang rất nhiều chân lý sâu sắc, khiến bà vô cùng cảm động. Ông ấy cũng thể hiện kỹ năng yoga nội hỏa của mình bằng việc cởi trần để ngồi thiền dưới thác nước, nhưng vẫn không cảm thấy lạnh. Sau cuộc gặp gỡ, vị yogi bắt đầu một cuộc hành hương ngược hướng với bà Annie Rysang. Theo truyền thống độc đáo, tam bộ, ngũ thể, nhập địa của Tây Tạng, vị yogi này cứ đi ba bước lại bái lạy một lần sát mặt đất bằng toàn thân, và sẽ bái lạy như thế suốt hàng ngàn cây số đến El Hasa. Ông cũng không nhận tiền cúng dường của dân làng lúc khởi hành. Sau khi từ giã vị yogi này, bà Annie Rysang tiếp tục một cuộc hành trình đi về hướng đông. Bà ấy đã đi bộ hàng ngàn km, nhưng đích đến vẫn còn rất xa. Với sức mạnh tuyệt vời, bà Annie Rysang đã leo hết ngọn núi tuyết này đến ngọn núi tuyết khác. Cuối cùng, sau bao gian khổ, bà ấy đã đến được nơi mà mình mong muốn. Đó chính là một ni viện rất yên tĩnh. Căn phòng nhỏ được đào sâu vào hang động này là nơi thiền định của nhiều vị ni sư. Ni viện của họ nằm ở một nơi hẻo lánh, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, và chỉ dùng để tập trung vào việc tu tập. Họ dựa vào việc trồng trọt, chăn nuôi gia súc để tự nuôi sống bản thân và sử dụng chất thải của bò làm nhiên liệu đốt. Tất cả những ni sư ở đây đều đồng loạt thực hành thiền định theo nhóm bằng cách thấm ướt tấm trải giường và mặc vào. Sau đó xếp hàng ngoài trời gió lạnh để làm khô tấm trải giường bằng hơi nóng của chính họ. Công việc này sẽ được thực hiện 4 lần một ngày. Tại tu viện, bà Annie Rysang đã được tu viện trưởng chia sẻ rất nhiều về những tác dụng của thiền định. Trong đó, những học viên thành công có thể kéo dài tuổi thọ của họ mà không bị nhiễm bệnh. Những ni sư này sẽ không ngủ trên giường mà ngồi thiền. Thông qua việc kiểm soát hơi thở và các bài tập đặc biệt, họ có thể thiền định liên tục từ ngày này qua ngày khác. Sau đó họ sẽ có khả năng làm chủ năng lượng và điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Cơ bản đầu tiên là phải thành thạo yoga về sức nóng kỳ diệu. Sau đó chứng minh bằng cách đi dạo quanh tu viện trong thời tiết đóng băng, khi chỉ mặc trên người một lớp áo mỏng manh. Người ta nói rằng một người thành tựu vĩ đại có thể tu luyện thành pháp môn hóa thân thành cầu vồng. Tuy được nghe những lời giáo pháp hữu ích ở tu viện trên núi đá, nhưng bà Annie Rysang vẫn tiếp tục cuộc hành trình đến các tu viện khác được xây trên các yếu huyệt của ma nữ. Bà đi khắp nơi làm nhiều việc tốt cho mọi người mà không mong cầu gì về mình. Bà Annie Rysang đã đi tu từ năm 23 tuổi, cho đến bây giờ bà đã 55 tuổi và vẫn tiếp tục vì lợi ích của chúng sinh. Không ai biết bà sẽ tiếp tục như thế này trong bao lâu. Có thể giống như bà đã nói rằng
sẽ từ bỏ mọi nỗ lực để đạt được những vật chất bên ngoài, bằng cách tìm thấy cảnh giới trong nội tâm và ở đó chỉ để quan sát mọi thứ xảy ra một cách tự nhiên. Không giống như những đau khổ trần tục, những khó khăn mà Annie Duesang vượt qua này đưa bà đến gần hơn với trí tuệ để nhận ra bản chất thật sự của mình. Những hành giả bí ẩn trên dãy Himalaya, đóng khố mỏng manh vượt qua tuyết lạnh. Khi bạn đến thăm nóc nhà của thế giới, dãy Himalaya hùng vĩ, đôi khi sẽ may mắn gặp được những vị hành giả như thế này. Họ trông có vẻ khắc khổ, nhưng thật ra đây chính là khoảng thời gian bình yên và vô cùng hạnh phúc của những bậc tu hành. Hai vị hành giả mà chúng tôi nói đến trong video ngày hôm nay cũng là một trong số đó. Họ không phải là một tên tuổi lớn, thậm chí mọi người còn không biết họ là ai. Nhưng giới hạn về sức lực và tinh thần của họ chắc chắn sẽ khiến bạn kinh ngạc. Vị hành giả đi trên tuyết không để lại dấu vết. Những người dân nơi đây thi thoảng lại thấy có một vị hành giả thần bí bước đi trên tuyết bằng đôi chân trần của mình. Tại khu vực dãy Himalaya, nhiệt độ luôn trong trạng thái âm 10 độ C. Nhưng vị hành giả này luôn trong bộ trang phục đóng khố mỏng manh và cầm trong tay một chiếc giỏ nhỏ rồi đi bộ lên đồi. Có thể thấy, mỗi bước chân ông đều thong thả nhẹ nhàng như lướt đi trên tuyết mà không để lại bất cứ dấu vết nào, tựa như những đóa hoa sen thanh khiết không vương bụi trần. Nơi đây, trong vòng bán kính 10 km, không có một bóng người sinh sống. Thậm chí những con dã thú cũng phải tránh xa. Nhưng đây lại là nơi tu hành tốt nhất cho các vị hành giả, vì dãy núi Himalaya cao lớn hùng vĩ này như ẩn chứa nguồn năng lượng vô hạn. Cộng thêm môi trường yên tĩnh nơi đây rất lý tưởng cho việc thiền định. Những vị tu sĩ đến đây thường sống một mình trong hang động qua nhiều thập kỷ. Họ hầu như không bước chân xuống núi, trừ những lúc cần lấy một số nhu yếu phẩm phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Những nhà leo núi bình thường muốn chinh phục đỉnh núi này cũng phải rất khó khăn, mặc dù đã trang bị đủ thức ăn, nước uống và trang phục giữ ấm. Thế nhưng những vị hành giả này lại có thể sống ở đây quanh năm. Những người học viên muốn đến đây gặp họ thậm chí còn khó hơn. Để có thể gặp họ trong cảnh núi sâu rộng lớn này, chỉ có thể dựa vào sự may mắn của số phận. Vì những vị hành giả không sống cố định một chỗ, họ liên tục di chuyển để tìm cho mình một nơi thích hợp. Sau khi đi qua tuyết, vị hành giả bí ẩn lúc này đã đi đến một con dốc đầy sỏi đá. Và không ai biết liệu ông ấy muốn đi đến đâu. Ông vẫn tiếp tục đi không ngừng nghỉ. Sau đó khoảng 10 phút, nằm trên sườn núi, gương mặt như đang suy nghĩ về một việc gì đó. Rồi ông chọn một chỗ ngay trên tảng đá bằng phẳng tại sườn núi để ngồi xuống và bắt đầu nhập thiền. Chúng ta có thể mơ hồ nhìn thấy thân hình gầy gò và gương mặt khô héo của ông. Đó là những đặc điểm thể chất mà phần lớn những vị hành giả tại dãy núi Himalaya này sở hữu. Lúc này ông ấy ngồi yên bất động như đã bước vào trạng thái nhập thiền. Có thể thấy xung quanh ông là những ngọn núi cao phủ đầy tuyết và không hề có thảm thực vật. Rõ ràng điều kiện nơi đây thời tiết hoàn toàn không phù hợp với sự sống. Đây là vị hành giả duy nhất có thể thực hành thiền định với một bộ trang phục sơ sài trong môi trường như vậy. Sau đó, ông đột nhiên đứng dậy với tư thế hai chân hơi dang rộng, hai tay chấp vào nhau như tư thế của thập bát la hán. Vị hành giả này đã nói rằng, điều kiện tiên quyết để trở thành một vị hành giả thực sự là buông bỏ mọi sự sợ hãi, giữ một tâm hồn trong sạch và thái độ kiên trì để đạt được trí tuệ thiết yếu. Công năng của yoga là cố gắng để trở thành một người tốt nhất mà bạn có thể. Thể hiện lòng tốt và sự trung thực đối với người khác. Đức hạnh của lòng trắc ẩn và sự kiên nhẫn. Yoga đích thực được thể hiện qua khả năng tập trung rõ ràng và thực hành từng bước. Nỗ lực kiểm soát cơ thể và tâm trí để giải phóng tâm hồn. Những vị hành giả sẽ chân thành tìm kiếm cách để nhận biết con người thật và khám phá tiềm năng tối đa của chính mình. Họ sẽ dạy cho các học viên của mình cách lựa chọn phong cách sống, đưa họ đến cảnh giới cao nhất của trạng thái nội tâm yên bình. Phong tập yoga, phong cách sống tuy mang lại cho mọi người cảm giác nhàm chán, nhưng sẽ giúp mọi người thoát khỏi lối sống luôn căng thẳng và lo lắng, rất lợi lạc để thăng tiến trên con đường tu hành. Sadhguru cũng từng nói rằng, liệu chúng ta mất bao lâu để trở thành một hành giả chân chính? Có thể là một khoảnh khắc, cũng có thể là 1.000 năm, hoặc mãi mãi sẽ không thể thành công. Nếu mục tiêu của bạn chỉ là trở thành một giáo viên dạy yoga, thì chỉ cần học tập trong vòng hơn 5 tháng là đủ. Nhưng nếu muốn trở thành một vị hành giả, chỉ cần trong khoảng 5 giây,
hoặc có thể cần đến tận 5 thế kỷ nữa. Bởi vì bản chất của yoga không phải là vật chất, mà phụ thuộc vào cách người tu hành cho phép nó xảy ra. Đến lúc này, vị hành giả đã bỏ chân phải lên, chỉ đứng bằng chân trái và nhập thiền với tư thế kim kê độc lập. Lúc này thời tiết quá lạnh, không một ai có đủ khả năng tiếp tục xem vị hành giả này nhập thiền. Bởi nếu đứng thêm vài phút nữa, họ có khả năng đóng băng ngay lập tức, mặc dù đã mặc một lớp quần áo bảo hộ khá dày. Chỉ có một mình vị hành giả này ở một nơi có khí hậu thời tiết khắc nghiệt, với bộ quần áo đơn giản và có phần mỏng manh. Tuy nhiên, ông vẫn đứng đó mà không hề cảm thấy lạnh, như thể một pho tượng không màng đói rét. Không ai biết ông ấy có thể đứng như vậy thêm bao lâu nữa. Nhưng những gì chúng ta biết tới là một trái tim trong sáng, như bầu trời không gợn chút mây, của một vị hành giả chân chính. Hành giả Ấn Độ hiện lên ẩn hiện từ trong tuyết. Đây cũng là một vị hành giả bí ẩn không ai biết tên. Ông đang lặng lẽ thực hành tu tập khổ hạnh trong lớp tuyết trắng bao phủ. Hình ảnh một vị hành giả Ấn Độ với bộ ngực trần hiện lên từ lớp tuyết dày đặc trên đỉnh Himalaya, như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo với những đường nét rắn chắc, phong thái đơn giản nhưng cũng thật thần bí, thể hiện một sức mạnh thể chất và tinh thần tuyệt vời. Mặc cho thời tiết ở đây cực kỳ giá lạnh, ông vẫn đứng đó với tinh thần dũng cảm và vững vàng một cách lạ thường. Nhiệt độ tại đỉnh núi này thường dưới âm 10 độ C, nhưng dường như ông hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn bình tĩnh và tự tin. Vị hành giả này còn làm chủ được nhiều thứ hơn là việc kiểm soát cơ thể và thực hành tâm linh. Ông có thể kiểm soát môi trường bên ngoài bằng sức mạnh bên trong của mình và đi xuyên qua lớp tuyết dày đặc với tốc độ cực kỳ nhanh. Chúng ta có thể nhìn thấy ông như đại diện cho một nền hòa bình sâu sắc giữa thiên nhiên và con người, khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ. Vị hành giả này đang tu tập trong một khu rừng trên dãy Himalaya, nơi đây tuyết rơi trắng xóa quanh năm. Ông để ngực trần ngồi thiền bên sườn đồi, toàn cơ thể dường như hoàn toàn chìm vào trạng thái thiền định. Xung quanh ông tuyết rơi ngày càng nặng hạt, nhưng ông vẫn không cần để ý, như thể đang hòa mình vào thiên nhiên ở nơi đây. Dù môi trường vô cùng khắc nghiệt, nhưng vị hành giả này vẫn vượt qua cái lạnh để chìm vào trạng thái yên bình tĩnh lặng. Hơi thở của ông đều đặn và sâu, cơ thể tỏa ra một nhiệt độ ấm áp, như mang lại sự sống và sức mạnh cho mọi thứ xung quanh. Một người phóng viên có nhiệm vụ theo suốt chặng đường của vị hành giả này đã rất khó khăn để có thể ghi lại từng trạng thái và cảm nhận của ông, bởi anh ấy phải cùng ông băng qua những khu rừng và sườn dốc của dãy Himalaya, bất chấp gió lạnh và tuyết rơi. Mặc cho địa hình gồ ghề hiểm trở, anh vẫn kiên định theo chân vị hành giả này. Đôi khi người phóng viên vô tình trượt chân ngã xuống đồi, nhưng vẫn dũng cảm đứng dậy để tiếp tục công việc này, bởi anh ấy biết rằng đây không chỉ là công việc của mình, mà còn là một trải nghiệm hiếm có cho bản thân khi có thể chứng kiến một vị hành giả làm thế nào để tu hành trong một môi trường khắc nghiệt. Thật may mắn rằng anh ấy có thể nhìn thấy sức mạnh to lớn từ trái tim của vị hành giả này và sự tập trung để cảm nhận những bí ẩn và quyến rũ của thiên nhiên, điều mà rất nhiều tín đồ Phật giáo mong có thể được nhìn thấy một lần trong đời. Người phóng viên cho biết, mỗi khi anh ấy giật mình tỉnh giấc, vị hành giả lại biến mất không để lại dấu vết, như thể ông có phép dịch chuyển tức thời để đi hàng ngàn dặm chỉ trong một ngày. Phóng viên chỉ có thể theo đuổi công việc bằng kinh nghiệm và lòng dũng cảm của mình, lần mò qua những con đường đầy tuyết và leo lên những ngọn đồi khá dốc, bởi vì anh ấy biết rằng đây là cơ hội hiếm có để ghi lại hành trình và khám phá thế giới nội tâm của một vị thiền sinh. Mỗi lúc càng lên cao, nhiệt độ sẽ càng thấp, rừng rậm cũng biến thành núi tuyết mênh mông trắng xóa, nhưng phóng viên vẫn không bỏ cuộc. Anh hy vọng có thể tìm thấy dấu vết của vị hành giả, nhưng qua một thời gian dài vẫn không có chút manh mối nào của ông. Sau thời gian nỗ lực tìm kiếm, người phóng viên cuối cùng đã tìm được dấu chân dẫn đến một khối tuyết kỳ lạ trông giống như một người tuyết. Anh cảm thấy rất hồi hộp vì biết rằng mình đang ở rất gần vị hành giả này. Bỗng nhiên, vị hành giả nổi lên từ một khu vực đầy tuyết cách đó không xa. Anh thanh niên khá bất ngờ và anh ấy đã đi đến quan tâm hỏi rằng liệu ông có bị thương hay không. Vị hành giả bình tĩnh trả lời rằng ông vẫn ổn. Đây là một phần thiền định của ông, bởi sau khi ông dự định vào hang để thiền, nhưng khi đến hang thì phát hiện lối vào đã bị tuyết lấp đầy, vì vậy ông đã phải ra khỏi đó. Tình huống này rất phổ biến trong quá trình tu tập của ông ấy. Sau khi nghe lời nói này, vị phóng viên một lần nữa hết sức kinh ngạc và ngưỡng mộ sự tu luyện của các vị hành giả trên đỉnh Himalaya. Đó là những trải nghiệm tuyệt vời và khó quên trong sự nghiệp. Anh ấy đã đi qua tuyết, vượt qua nhiều khó khăn và thử thách, và sẽ còn tiếp tục đồng hành với vị hành giả này trong những ngày sắp tới.
Du khách đến Himalaya một mặt với mong muốn chinh phục nóc nhà thế giới, mặt khác để tìm về các giá trị huyền bí của đạo Phật. Nơi đây có sự hiện hữu của những tu viện Phật giáo cổ xưa, có thời gian tồn tại hàng trăm năm và là nơi ẩn tu của nhiều bậc chân tu xuất chúng. Tâm Linh Cuộc Sống sẽ giới thiệu nhiều hơn nữa đến mọi người những tấm gương tu hành, truyền cảm hứng đến chúng ta một cuộc sống nhiều tích cực, niềm vui và hạnh phúc. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.